quý vị và các bạn, chỉ còn ít phút nữa thì chương trình của chúng tôi sẽ bắt đầu. Và ngay bây giờ thì những bạn chúng ta đang tham gia vào phòng Zoom ngày hôm nay, các bạn chúng ta có thể chọn một cái vị trí để đường truyền của mình tốt nhất và bật camera lên để cùng tham gia với chương trình. Tại vì ngay sau đây thì chúng tôi sẽ có một cái phần đố vui dành cho tất cả quý vị chúng ta đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và nãy giờ hãy đang theo dõi live stream của Facebook thì cũng thấy rất là nhiều bạn chúng ta đến từ các cơ sở khác nhau. Và có thấy cả những bạn chúng ta đến từ cơ sở Hồ Chí Minh, là nơi mà hãy đang công tác và giảng dạy tại hệ thống cao đẳng FPT Polytechnic. Hy vọng rằng buổi tối ngày hôm nay các bạn chúng ta sẽ mang về cho mình những phần thưởng của chương trình, cũng như là chúng ta sẽ góp nhặt được một ít kiến thức cho chính bản thân mình để làm sao có thể tiến hóa từ học sinh trở thành một sinh viên thực sự. Ở bên cạnh đó thì anh Đăng cũng nhận thấy rằng là có rất là nhiều anh chị, đồng nghiệp cũng tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Hy vọng rằng tất cả các anh chị chúng ta cũng sẽ có thêm một vài thông tin để chúng ta có thể chia sẻ với các bạn học sinh, sinh viên của mình. Và bên cạnh đó thì chương trình của chúng tôi đang phát trên các nền tảng live stream như Facebook, TikTok. Quý vị chúng ta có thể theo dõi thông qua những cái đường truyền ổn định nhất cho mình. Và bên cạnh đó, ngoài là học sinh, sinh viên của hệ thống cao đẳng FPT Polytechnic, ngoài các anh chị đang là nhân viên, giảng viên của hệ thống cao đẳng FPT cũng như của tập đoàn FPT, thì chúng tôi cũng nhận thấy là có rất là nhiều sự tham gia của tất cả những vị khách. Và chúng ta còn 2 phút nữa để tất cả quý vị chúng ta cùng ổn định lại vị trí của mình, tìm một cái đường truyền thật tốt, một nơi nào đó đường truyền internet tốt nhất để chúng ta có thể tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Tại vì ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần đố vui có thưởng, và giải thưởng của chúng tôi sẽ được công bố ngay sau khi tôi đọc đáp án của câu trả lời và sẽ chọn ra vị khán giả may mắn trong chương trình để trao phần thưởng. Cho nên là tất cả quý vị chúng ta hãy cùng lưu ý cú pháp trả lời. Cú pháp trả lời của câu hỏi đố vui chương trình đó là đáp án và cộng với số điện thoại của các bạn. Hãy đang xin được nhắc lại đáp án để chúng ta trả lời cho câu hỏi đố vui của chương trình. Quý vị chúng ta hãy soạn đáp án cộng với số điện thoại của cá nhân mình. Và sau đó thì các bạn chúng ta đang theo dõi trên bất kỳ nền tảng nào, các bạn chúng ta đang ở phòng Zoom, các bạn đang theo dõi trên Facebook trực tiếp, hoặc là các bạn đang theo dõi trên TikTok hoặc là YouTube, thì các bạn chúng ta hãy cứ comment. Tại vì bộ phận kỹ thuật của chúng tôi sẽ có người trực ở cả tất cả các nền tảng để có thể thống kê lại kết quả. Khán giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được phần thưởng của chương trình ạ. Và chương trình của chúng ta ngày hôm nay với một cái tên rất là đặc biệt, từ học sinh tiến hóa thành sinh viên xịn phải làm sao? Như vậy thì với dàn khách mời rất là hùng hậu của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay, chắc chắn sẽ mang đến cho tất cả quý vị là học sinh, sinh viên hay là cán bộ nhân viên của nhà trường hay là những vị khách ở bên ngoài, thì chúng ta vẫn có những cái thông tin để có thể ứng dụng vào trong cuộc sống của mình. Biết đâu được sau này nó sẽ trở thành một kim chỉ nam hay một cái thông tin gì đó cần thiết và hữu ích cho mình. Và trong chương trình ngày hôm nay chúng ta cũng có phần giao lưu với một ca sĩ rất đặc biệt mà chương trình đã mời được. Quý vị chúng ta hãy cùng chờ đợi và đón theo dõi nha. Và chắc là bây giờ hãy đăng xin được phép bắt đầu trò chơi đố vui của chương trình chúng ta. Quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Nếu như quý vị chúng ta sẵn sàng rồi thì hãy cho hãy đăng thấy những comment của quý vị ạ. Dạ vâng, màn hình đã hiện lên. Ai trả lời đúng? Và câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi dành cho tất cả các bạn đang tham gia chương trình trong buổi tối ngày hôm nay với nội dung như sau. Đi. Câu hỏi
Mô hình giúp nhận thức rõ được điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của bản thân là A, B, C hay D ạ? À? Dạ vâng ạ, quý vị chúng ta hãy nhớ cú pháp trả lời của câu hỏi của chương trình ạ. Đáp án cộng với số điện thoại của bạn. Để ban tổ chức chúng tôi sẽ cập nhật lại thông tin và sẽ trao thưởng cho quý vị. Và đáp án của chúng tôi ở câu hỏi đầu tiên là đáp án C. Xin được chúc mừng tất cả các bạn chúng ta đã trả lời đáp án C. Như vậy thì hãy cùng Hải Đăng tìm ra chủ nhân của câu trả lời. Kính thưa quý vị, ban tổ chức chúng tôi đang thống kê lại đáp án. Dạ vâng ạ, đã có câu trả lời nhanh đầu tiên đến từ bạn có số điện thoại là 0372 282 6XX. Dạ vâng ạ, do là thông tin cá nhân cho nên là chúng tôi sẽ không công bố trọn vẹn số điện thoại này. Ban tổ chức sẽ liên lạc với bạn. Và đây là bạn nhận được giải thưởng 100.000 đồng với câu trả lời nhanh nhất. Và chúng tôi còn một bạn nhanh thứ nhì nữa ạ. Hiện tại thì Hải Đăng vẫn đang chờ bộ phận kỹ thuật. Dạ vâng ạ, đến từ số điện thoại 0773108211X. Dạ vâng ạ, bạn Hiền Nguyễn đã trả lời đúng nhanh thứ hai và bạn sẽ nhận được giải thưởng của chương trình là 50.000 đồng. Xin chúc mừng hai bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo của chương trình. Câu hỏi số 2. Đây được coi là một trong những đặc sản của sinh viên F-Poly. Cuối học kỳ, sinh viên Poly đều bị nó rượt đuổi. A. Điểm danh. B. Assignment. C. Thuyết trình. D. Deadline. Hải Đăng xin được phép lặp lại câu hỏi. Đây được coi là một trong những đặc sản của sinh viên F-Poly. Cuối học kỳ, sinh viên Poly đều bị nó rượt đuổi. A. Điểm danh. B. Assignment. C. Thuyết trình. Và D là deadline. Và các bạn chúng ta hãy nhớ cú pháp trả lời đáp án cộng với số điện thoại cá nhân của mình. Và câu trả lời đúng của chương trình là đáp án D. D ạ. À. Xin được chúc mừng tất cả các bạn chúng ta đã có câu trả lời là đáp án D. Và ban tổ chức đã ghi nhận được câu trả lời nhanh nhất của bạn Thế Vinh. Số điện thoại 0386952 98X. Bạn sẽ nhận được giải thưởng là 100.000 đồng đến từ chương trình. Và bạn trả lời nhanh thứ nhì. Dạ vâng ạ. Nguyễn Thị Hồng Nhung. Số điện thoại 0966736 27X. Xin chúc mừng hai bạn. Và tiếp tục là câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Linh vật biểu tượng của FPT Polytechnic là A. Bồ câu. B. Ong. C. Hổ. D. Sư tử. Câu này có vẻ rất dễ đối với tất cả các bạn chúng ta đang là sinh viên của hệ thống cao đẳng FPT Polytechnic, đúng không ạ? Và câu trả lời chính xác của chúng tôi là đáp án B. Linh vật của F-Poly chính là chú ong vàng ạ. Và câu trả lời chính xác nhanh nhất đã thuộc về vị khán giả có thông tin như sau. Dạ vâng ạ, bộ phận kỹ thuật của chúng tôi vẫn đang tổng hợp. Quý vị chờ đợi trong giây lát nhé. Nếu như các bạn chúng ta đang học tại cơ sở F-Poly tại thủ đô Hà Nội thì các bạn thấy là trong khoảng sân trường của mình có một cái mô hình của một chú ong rất là to, đúng không ạ?
các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta chưa có được cơ hội để ngắm nhìn một cái mô hình ông vàng như vậy. Dạ vâng ạ, chúng tôi đã có kết quả. Bạn trả lời đúng và nhanh nhất là bạn Lê Tường Vi, số điện thoại 084-887-93X. Bạn đã nhận được giải thưởng là 100.000 đồng của chương trình. Bạn trả lời đúng và nhanh thứ nhì đến từ bạn Nguyễn Ngọc Như, số điện thoại 0369-805-73X. Và bạn đã nhận được giải thưởng là 50.000 đồng. Xin chúc mừng hai bạn. Và chắc chắn rồi, Hải Đăng sẽ mang đến cho quý vị câu hỏi tiếp theo ngày sau đây. Câu hỏi số 4 có nội dung như sau. Kỹ năng nào là quan trọng nhất trong giao tiếp? A. Kỹ năng lắng nghe. B. Kỹ năng đặt câu hỏi. C. Kỹ năng quan sát. Và D. Kỹ năng thuyết phục. Với câu hỏi này mà bạn sinh viên nào mà lớp của thầy Đăng mà đang dạy, đã dạy mà trả lời sai thì chắc hẳn là mình sẽ rất là buồn luôn đó. Dạ vâng ạ, Hải Đăng xin được lặp lại câu hỏi. Kỹ năng nào quan trọng nhất trong giao tiếp? A. Kỹ năng lắng nghe. B. Kỹ năng đặt câu hỏi. C. Kỹ năng quan sát. Và D. Kỹ năng thuyết phục. Và đáp án chính xác của chương trình là A. Xin chúc mừng tất cả các bạn, chúng ta đã có câu trả lời là đáp án A. Và chúng tôi xin được công bố giải thưởng 100.000 đồng đã thuộc về thính giả, đã thuộc về vị khán giả có số điện thoại 0354-503-478X. Trả lời được cho mình nắm nhận nhận quan mòn này. Và bạn trả lời đúng và nhanh thứ nhì đến từ bạn có số điện thoại 0564-745-40X. Xin chúc mừng hai bạn. Và câu hỏi cuối cùng của phần đố vui ngày hôm nay mang đến cho tất cả các bạn với nội dung như sau. Trong tháp nhu cầu Maslow, nhu cầu nào ở cấp độ cao nhất? A. Nhu cầu an toàn. B. Nhu cầu thể hiện khẳng định. C. Nhu cầu được tôn trọng. Và D. Nhu cầu sinh học. Và đáp án của chương trình là B ạ, nhu cầu thể hiện khẳng định. Dạ vâng ạ, và chúng tôi sẽ cập nhật đáp án. Và câu trả lời chính xác nhất đã thuộc về vị khán giả có thông tin số điện thoại là 0972-659-92X. Và giải thưởng 50.000 đồng thuộc về vị khán giả có thông tin số điện thoại 0964-309-201. Ban tổ chức của chương trình sẽ liên lạc với tất cả quý vị để trao giải thưởng ngay sau khi chương trình kết thúc. Dạ vâng ạ. Và rất cảm ơn tất cả quý vị, chúng ta đã tham gia rất nhiệt tình vào phần đố vui vừa rồi của chương trình Tiến hóa từ học sinh để trở thành sinh viên xịn phải thế nào. Và ngay sau đây, thầy Hải Đăng xin được phép bắt đầu vào nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, với tâm tư, nguyện vọng là làm thế nào để cho tất cả các bạn sinh viên chúng ta có thể có được những thông tin hữu ích, làm sao để các bạn chúng ta thích nghi với một môi trường mới hoàn toàn khi các bạn bước chân từ môi trường cấp 3 của mình lên giảng đường cao đẳng đại học. Thì ngày hôm nay, ban tổ chức chương trình Tiến hóa thành sinh viên xịn đã mời đến những vị khách mời để giúp cho tất cả các bạn sinh viên cũng như tất cả những vị khán giả chúng ta đang theo dõi chương trình ngày hôm nay những thông tin hữu ích để làm sao các bạn chúng ta có thể nâng cấp chính bản thân mình để có thể trở thành một sinh viên xịn, để có thể hòa nhập tốt nhất với môi trường mới hoàn toàn so với môi trường mà các bạn chúng ta đã tiếp xúc 3 năm học cấp 3 trước đây. Và đến tham gia chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu người thầy được rất nhiều bạn sinh viên mến mộ. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Vũ Chí Thành, hiệu trưởng trường cao đẳng FPT Polytechnic. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thầy tin chắc rằng là một ngày buổi tối hôm nay các bạn sẽ có một buổi tối hết sức là thú vị với những cái vị khách mời cực kỳ đặc biệt và sẽ có rất nhiều kiến thức các bạn có thể áp dụng ngay được trong cuộc sống. Và một lần nữa thì xin gửi lời chào đến tất cả các bạn và chúc các bạn có một buổi tối thú vị. Cảm ơn các bạn.
Xin được cảm ơn thầy Thành rất nhiều. Thầy Thành chắc hẳn là một gương mặt rất quen thuộc với tất cả các bạn sinh viên của FPT rồi đúng không ạ? Và chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu cô thạc sĩ tâm lý Cao Thị Thùy Trang, hiện tại đang là giảng viên FPT Polytechnic Hồ Chí Minh. Chào tất cả các bạn. Cô Trang mến chào thầy Thành, mến chào quý vị khán giả và toàn bộ các bạn sinh viên FPT thân mến. Và ngày hôm nay cô đang rất là vui khi mà ngồi đây và chứng kiến rằng là hơn 1.200 bạn đang xem live stream và rất nhiều bạn đang ở trong Zoom của chúng ta ngày hôm nay. Và cô đang tin chắc rằng với cái sự nhiệt huyết của các bạn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều kiến thức và đặc biệt là chúng ta sẽ mang về cho mình thật là nhiều món quà được không nào? Xin được cảm ơn cô Trang. Cô Trang đã cung cấp một thông tin mà hãy đang nãy giờ chưa theo dõi kịp. Đó là số lượng lượt xem trên livestream mà cảm ơn cô Trang rất là nhiều. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu một chủ nhân của một kênh YouTube với những vlog truyền cảm hứng, kinh nghiệm đầy bổ ích cho các bạn trẻ, một MC chuyên nghiệp, một gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình VTV. Xin được trân trọng giới thiệu chủ nhân của kênh YouTube Mai Trang, MC Mai Trang. Xin được cảm ơn MC Hải Đăng và xin được gửi lời chào tới anh Thành, tới chị Trang cũng như tới toàn thể các bạn sinh viên. Và Mai Trang rất là vui khi mà buổi tối ngày hôm nay, một buổi tối cuối tuần được đồng hành cùng với các bạn trong một chương trình mà Mai Trang tin chắc rằng sẽ có rất nhiều điều để chúng ta chia sẻ cùng với nhau. Các bạn hãy cùng chờ đón tới tận những giây phút cuối cùng để trải nghiệm hết tất cả những gì mà chúng tôi mang tới cho các bạn nha. Xin được cảm ơn chị Mai Trang rất nhiều. Và chắc là chúng ta sẽ cùng đi ngay vào phần giao lưu với những vị khách mời của chúng tôi ạ. Chắc là Hải Đăng sẽ xin được phép mời chị Mai Trang ạ. Nếu như mà chị Mai Trang chúng ta miêu tả một cuộc sống hay là tâm trạng của một bạn tân sinh viên so với cái thời học sinh của mình, đặc biệt là những bạn từ tỉnh lẻ lên thành phố lớn học á, thì chị Mai Trang sẽ dùng một từ gì để miêu tả ạ? Xin được cảm ơn Hải Đăng, giật mình quá nhưng mà câu hỏi đầu tiên lại được là mình. Vậy thì xin được phép mà xin phép thầy Thành và xin phép cô Trang cho phép Mai Trang được trả lời trước nha. Trang nghĩ rằng là ngày hôm nay là buổi mà chúng ta rất là thẳng thắn với nhau. Chính vì thế cho nên những cái kiến thức hay là những chia sẻ mà Mai Trang muốn mang tới ngày hôm nay sẽ đúng là những gì mà Mai Trang tin chắc là các bạn sẽ cần thiết nhất trong cuộc sống sinh viên của mình. Vì thế cho nên nếu như trong phần chia sẻ có cái gì đó khiến cho các bạn cảm thấy là hơi hơi giật mình một chút thì cũng đừng lo lắng nha, dần dần mình sẽ đi cùng tới những vấn đề đó. Và quay trở lại với câu hỏi của Hải Đăng, đó là nếu như mà dùng một từ để mô tả cái cuộc sống sinh viên thời trước của Trang như thế nào thì Trang nghĩ là sẽ có một từ này, nó là ảo tưởng sức mạnh ạ. Ảo tưởng sức mạnh. Ảo tưởng sức mạnh một chút đấy ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị Mai Trang rất nhiều. Chị Trang là ảo tưởng sức mạnh, còn không biết là thầy Thành của chúng ta, một vị thầy mà tiếp xúc với rất nhiều các bạn học sinh, sinh viên, thì không biết là thầy sẽ dùng từ gì để miêu tả cho các bạn trẻ khi mà các bạn bước chân từ môi trường cấp 3 lên môi trường cao đẳng đại học ạ? À, đúng rồi. Rõ ràng là khi các bạn mới bước chân vào môi trường cao đẳng đại học thì có quá nhiều thứ mới được các bạn đúng không ạ? Ví dụ như là địa điểm này, thức ăn này, đi lại này, nhà ở này, bạn bè này, học tập này. Và thầy xin phép dùng một từ cho các bạn. Từ này cũng vui, không kém cô Mai Trang nha. Đó là lơ ngơ như bò đội nón. Các bạn dạ thích vâng ạ. Thầy nha. Lơ ngơ như bò đội nón. Sau khi mà nghe thầy Thành nói thì em rất nhớ được cái cảm giác hồi xưa mà vác một cái vali, trong đó chỉ có vài bộ đồ thôi. Và lên bến xe miền Tây để bước chân lên Sài Gòn và bắt đầu con đường học tập của mình. Cảm ơn thầy Thành rất là nhiều. Còn không biết là cô Thùy Trang thì như thế nào ạ? À? Idol của giới trẻ thành phố Hồ Chí Minh ạ. À? Không biết cô sẽ dùng từ gì để cô miêu tả cái tâm trạng hay là cuộc sống của các bạn tân sinh viên. Dạ, cảm ơn chia sẻ của thầy Thành với lại của chị Mai Trang rồi. Mọi người chia sẻ làm cho em nhớ lại rất là nhiều cái cảm xúc mà trong bản thân của em. Mà nếu như dùng có một từ thôi thì thật sự không đủ anh Hải Đăng ơi. Mà em phải dùng một chuỗi hoặc những cái cụm từ thì nó mới có thể diễn tả hết được cái cảm xúc của em. Mà nhớ lại cái thời sinh viên của mình, nó có thể là ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa anh Hải Đăng à. Như vậy là cô Trang hơi tham rồi. Như vậy là cô Trang hơi tham rồi. Ban tổ chức chúng tôi chỉ yêu cầu cô Trang là nêu ra một từ thôi, nhưng mà cô Trang có đến một cụm từ, nhưng mà nó rất là hợp tình hợp lý đúng không ạ? Không biết là với thầy Thành thì thầy nghĩ như thế nào về cụm từ ảo tưởng sức mạnh của các bạn học sinh bước chân lên cái môi trường là cao đẳng đại học trong cái lĩnh vực học tập của mình ạ? À, đúng rồi, cái từ ảo tưởng sức mạnh này chúng ta hay còn gọi là ASTM đúng không? Tức là ảo tưởng sức mạnh các bạn ạ. Hoặc là có những cái thuật ngữ như kiểu là gato đúng không? Tức là ghen ăn tức ở. Thế thì cái từ ảo tưởng sức mạnh theo thầy hiểu thì các bạn
thường nghĩ rằng là ở cái nơi của mình thì mình là một anh hùng chẳng hạn, nhưng mà khi mình lên một cái môi trường mới, mình vẫn mang cái cảm giác đấy đến, và lúc đó các bạn vấp ngã rất là nhiều và các bạn chợt nhận ra là hóa ra mình đang ASTM các bạn. Giống như là ếch ngồi đáy giếng đúng không thầy? Khi xưa thì chúng ta ở một cái môi trường nó rất là nhỏ và chúng ta là vua chúa ở đó, và chúng ta cứ mang cái tâm tư tưởng đó của mình lên cái môi trường tiếp theo, mà các bạn chúng ta không biết rằng ở môi trường đó có rất nhiều điều mới mẻ. Như vậy thì chị Mai Trang, nếu như mà chị đã trải qua, chắc chắn rồi, không phải là nếu như nữa, mà chắc chắn là chị Mai Trang chúng ta đã trải qua cái giai đoạn là sinh viên của mình đó, thì chị thấy những cái điều gì là khác biệt nhất, lớn nhất trong cách học tập của thời cấp 3 so với cái giai đoạn các bạn là tân sinh viên ạ? Trời ơi, khác nhiều lắm luôn á Hải Đăng ạ. Nếu mà nói về sự khác biệt giữa cấp 3 và môi trường đại học thì cái môi trường nó đã khác nhau rồi này. Bạn bè cũng khác nhau, số lượng người ngồi trong lớp cũng khác nhau, độ quan tâm của thầy cô đến mình, rồi độ quan tâm của mình đến bài vở cũng khác nhau luôn. Và nếu như mà sử dụng cái từ để mà so sánh về học tập này thì Trang nghĩ là Trang sẽ so sánh giữa từ thụ động và từ chủ động. Nếu như mà ở thời cấp 3 của mình á, mình học một cách thụ động hơn, bao gồm từ việc là mình có rất nhiều người xung quanh, cả bạn bè, thầy cô, bố mẹ của mình kèm cặp mình việc học nữa, đủ các kiểu kiểm tra, từ kiểm tra miệng đến kiểm tra 15 phút, rồi kiểm tra một tiết, kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ là rất nhiều luôn, mình muốn lười cũng không có lười được. Thì lên đến đại học, không có ai quan tâm mình hết trơn luôn á. Không có ai nhắc nhở mình là phải học để thi giờ này giờ kia. Bạn học, bạn thi được thì tốt, mà bạn thi trượt thì thôi, về bạn thi lại học lại là việc của bạn nha. Cho nên là mình phải chủ động thì mình mới học được việc này. Đó, thụ động nữa ở cấp 3 là lúc nào mình cũng nghĩ rằng là trong cái môi trường nho nhỏ của mình biết cô, mình biết các bạn đi ra đi vào mấy năm trời quen nhau hết à. Cho nên là mình thụ động một chút, lười một chút cũng không sao. Nhưng mà lên đến đại học, môi trường rộng lớn hơn rất nhiều, như là một chú cá nhỏ đi ra biển lớn vậy. Mình mà không chủ động thì không ai biết mình là ai hết. Mình không nổi bật thì cũng không ai nhớ đến mình luôn. Vì thế cho nên là Trang sẽ sử dụng cái từ thụ động và chủ động để nhắc về sự khác biệt này. Dạ vâng, cảm ơn chị Mai Trang rất là nhiều. Không biết cô Thùy Trang thì như thế nào ạ? Cô có bổ sung gì cho câu trả lời vừa rồi? Và đây cũng là một trong những câu hỏi mà các bạn sinh viên chúng tôi đã điền vào form hỏi rất là nhiều. Về sự khác biệt thì ngoại trừ những gì mà chị Mai Trang chia sẻ thì cô Trang còn thấy đó là cái sự khác biệt về các cái mối quan hệ. Các bạn sẽ cảm thấy có nhiều cái mối quan hệ nó thay đổi rồi. Hồi trước đây thì ví dụ như là mối quan hệ về thầy cô nó cũng khác, mối quan hệ về bạn bè nó cũng khác. Hồi xưa thì là cô giáo như mẹ hiền, bây giờ cứ ngỡ cô giáo là cô tiên. Nhưng mà lên đại học rồi thầy cô sẽ chỉ là người hướng dẫn thôi, chỉ là người hỗ trợ thôi, chứ không còn nhắc nhở chúng ta như ngày xưa nữa. Rồi về các cái mối quan hệ yêu đương nó cũng đã thay đổi khác rất là nhiều luôn. Ví dụ như là hồi xưa thì tụi mình ngày nào cũng đưa nhau đi uống cà tưa đúng không? Còn bây giờ thì bắt đầu bận rộn hơn, bắt đầu thay đổi về thời gian học, về lịch học rồi. Nên là thành ra là nó có rất là nhiều sự khác biệt. Và cô Trang thì hay nhìn thấy ở sinh viên của cô Trang đó là sự khác biệt về các cái mối quan hệ các bạn bắt đầu thay đổi, mà đôi khi các bạn cũng chưa có kịp nhận ra rằng là mình đã phải thay đổi theo để phù hợp với lại cái sự khác biệt này á thầy Hải Đăng. Dạ, tức là cái sự thay đổi trong cái mối quan hệ nó cũng làm ảnh hưởng đến cái quá trình học tập của bạn đúng không ạ? Giống như là hồi xưa thầy cô phải dí cây, dí roi vào tay, vào mông thì bắt đầu mới chạy. Còn bây giờ là lên đại học là thả cửa, giống như là chị Mai Trang đã nói. Với cương vị là một người quản lý về giáo dục mà cũng là những người giảng dạy trong những cái chuyên đề dành cho các bạn sinh viên, thì không biết là thầy Thành có bổ sung gì cho hai cô với câu hỏi vừa rồi không ạ? Theo tôi thì khi mà lên cái môi trường mới thì các bạn mắc rất nhiều cái lỗi trong học tập. Chúng ta nói học tập trước nha. Thứ nhất là có một căn bệnh phổ biến của loài người, đó là căn bệnh trì hoãn, hay có thể gọi là nước đến chân mới nhảy. Những bạn nào mà mắc đúng cái bệnh như thế này thì các bạn ghi vào cái chữ là em đi ạ, vào trong cái phần chat cho thầy biết. Đấy, rất nhiều các bạn đó, các bạn thấy chưa, rất nhiều các bạn là mắc cái bệnh này đúng không ạ? Và những các bạn nào còn mắc cái bệnh này từ khi còn đang học phổ thông không ạ? Đấy, rất là nhiều. Mà các bạn biết không, để mà các bạn có thể tránh được cái bệnh trì hoãn và tránh được cái việc nước đến chân mới nhảy thì có rất là dễ thôi. Các bạn hãy xác định cái mục tiêu học tập của môn học cho mình, của cái thời gian học ở đây. Và sau đó các bạn lên kế hoạch và cam kết thực hiện. Và các bạn biết không, chúng ta phải có hình phạt cho chính chúng ta. Các bạn có thể lập một cái đội nhóm với nhau và bỏ tiền và heo cho mỗi cái lần mình không tuân thủ những cái cam kết mình đề ra.
À, cái điều thứ hai thì thầy muốn bổ sung là các bạn ở đây rất là ngại hỏi các bạn. À, vì khi là chúng ta hỏi một câu gì đó thì các bạn biết chúng ta có nỗi sợ gì không ạ? Chúng ta sợ người khác đánh giá. Và khi sợ người khác đánh giá về mình thì các bạn không hỏi. Tuy nhiên thầy có thể cam kết một điều rằng là môi trường tại FPT Polytechnic là một môi trường khuyến khích cho tất cả các bạn có thể hỏi. À, các bạn được hỏi bạn bè, được hỏi thầy cô, được hỏi các anh chị em, các anh chị cán bộ nhân viên của nhà trường. Các bạn được hỏi qua email, các bạn được hỏi qua hotline và điện thoại của tất cả các cơ sở các bạn. Vì vậy cho nên lời khuyên cho các bạn là thứ nhất, liên quan đến việc trì hoãn thì hãy xác định mục tiêu, lên kế hoạch và cam kết thực hiện. Điều thứ hai là ngại hỏi thì đừng có ngại hỏi. Đây là cơ hội của các bạn, là môi trường khuyến khích các bạn hỏi. Các bạn hãy hỏi, và chỉ có hỏi của các bạn mới có thể phát triển được. Xin được cảm ơn thầy Thành rất là nhiều. Thầy đã đưa ra một vài giải pháp cho các bạn luôn. Với một người làm về giáo dục thì thầy sẽ có một cái góc nhìn rộng, nó bao quát hơn những điều mà tất cả các bạn sinh viên chúng ta đang cần phải bổ sung cho chính mình. Còn với vai trò là một người trẻ rất hay đồng hành với các bạn học sinh, sinh viên trong những cái vlog của mình trên kênh YouTube Mai Trang, thì không biết là chị Mai Trang của chúng ta có một cái mắt nước nào đó cho các bạn sinh viên của chúng tôi về cái cách mà các bạn chúng ta sẽ tự học để có thể mang lại cái hiệu quả tốt nhất cho mình không ạ? Trang nghĩ rằng là phải mất rất là nhiều năm, đến tận bây giờ thậm chí khi mình đã đi làm rồi, Trang nhìn lại cái quá trình đi học thời sinh viên của mình thì Trang cũng có một số sự tiếc nuối, và Trang nghĩ rằng nếu như hồi đấy mình biết cách học tốt hơn thì mình sẽ còn có được nhiều kiến thức hay hơn. Và một trong những cái điều mà Trang thấy nhiều bạn hay bỏ qua nhất, bây giờ Trang thử hỏi xem là đây có bao nhiêu bạn thì thường nghĩ rằng là khi mà học một môn học đầu tiên thì mình không cần phải học cái buổi đầu tiên cho lắm, bởi vì buổi đầu tiên chắc là cái buổi kiến thức chung chung thôi, không cần phải nhiều đâu, cho nên nếu mà mình có ngủ muộn một tí thì mình cũng không cần đến. Thì ngày xưa Trang thường xuyên là cái đứa mà hay bỏ qua cái buổi đầu tiên, hoặc là đến lớp thì hay ngồi làm việc riêng nhưng mà không có để ý tới. Đến bây giờ khi mà mình học nhiều hơn, mình biết nhiều hơn thì mình mới phát hiện ra là buổi học đầu tiên vô cùng quan trọng. Bởi vì buổi học đầu tiên của một môn học nào đó nó sẽ giúp cho mình biết là cái môn học này ý nghĩa để làm gì, tại sao chúng ta có môn học này, cái cách thức học môn học này ra sao, cấu trúc của môn học này như thế nào, và cô giáo, thầy giáo sẽ hướng dẫn cho mình. Vì thế cho nên là Trang nghĩ rằng một trong những thứ mà Trang chắc chắn sẽ có thể thay đổi đó là sẽ đi học cái buổi đầu tiên chăm nhất. Khi mình biết phương pháp rồi, sau đó thì mình có thể về nhà mình tự học, skip một vài buổi cũng không sao hết. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai mà Trang thấy là hồi đi học sinh viên á, Trang rất là hiệu quả. Đó là nhiều khi ở trên lớp mình nghe thầy cô giáo giảng bài, có một số chỗ mình chưa có hiểu hết. Nhưng mà lúc đó nếu như mà ở trên lớp mình về nhà mình chỉ nhìn trong cuốn sách mình học thôi, thì đôi khi mình vẫn chưa hiểu. Vậy thì có rất nhiều các nguồn khác nhau và mình nên chủ động đi tìm những nguồn này. Bao gồm là bây giờ lên YouTube có rất nhiều người hướng dẫn cho mình về cái bộ môn này rồi, mình có thể tham khảo họ. Thứ hai là mình có thể học nhóm, hỏi bạn bè của mình. Thứ ba là mình hoàn toàn có thể hỏi thầy cô. Và khi nãy khi mà thầy Thành có chia sẻ về việc là Polytechnic thì có rất nhiều kênh để cho các bạn liên kết, hỏi ở đâu cũng được, thì Trang thấy rất là vui. Bởi vì ngày xưa khi mà đi học thì Trang không có cái dũng cảm là nhắn tin cho thầy cô giáo nhiều quá vì sợ phiền. Nhưng mà ở đây có một môi trường cởi mở thế này thì tội gì mình không tận dụng, đúng không ạ? Hiện tại thì chúng ta đang triển khai dạy online và tình hình chung là như vậy trên hệ thống toàn quốc luôn. Đang được biết cô Trang là một trong những cô giáo đã gây ra cái tiếng vang rất là lớn trong cái việc lôi kéo các bạn và giúp cho các bạn chúng ta tham gia vào những cái giờ học online trực tuyến nhưng mà không hề nhàm chán. Thì không biết là cô Trang sẽ xử lý như thế nào khi mà gặp một cái tình huống như thế này. Em thấy là học online không hiệu quả, em không thể tập trung được, học mãi không vào, hay là làm bài nhóm thì thuận lợi thì nó ít mà khó khăn thì nó nhiều. Không biết là bây giờ cái giải pháp cô Trang đưa ra nó sẽ như thế nào đây ạ? Cảm ơn MC Hải Đăng rất là nhiều. Khi mà nghe nói rằng là cái việc học online, và thực ra chia sẻ với các bạn luôn, đó là nếu như mà những bạn nào đang ở Hà Nội mà đã từng inbox cho cô Trang nói rằng là nhờ cô coi dùm em cái kế hoạch phát triển bản thân trong 2 năm 4 tháng vừa qua thì thả trái tim cho cô Trang nha. Vừa rồi có rất nhiều bạn ở Hà Nội bằng một cái cách nào đó, tại vì cô Trang có quay một cái video hướng dẫn ở trên YouTube á, và các bạn coi xong các bạn inbox cho cô là nhờ cô xem giúp em, thì cô Trang nói là rõ ràng là nhờ có online thì cái khoảng cách về mặt địa lý nó không còn nữa các bạn. Ở Sài Gòn hay Hà Nội chúng ta có thể hoàn toàn kết nối với nhau rất là dễ dàng. Nên đầu tiên thì cô đang nghĩ rằng các bạn phải thay đổi cái tâm thế cho cái việc rằng là
học online mệt quá, học online chán quá, và rõ ràng chúng ta kết nối với nhau rất vui vẻ, rất là happy, đúng không? Nên là học online là cái gì đó nó tuyệt vời. Giống như hôm bữa mà cô đang có hay chia sẻ về cái chuyên đề học online thì cô đang cũng nói luôn với các bạn là gì ạ? Ngày xưa muốn học đến trường, ngày nay muốn học chỉ cần cái giường thôi á, leo lên giường là có thể học rồi, bước xuống giường là có thể học rồi, nó rất là tiện. Thì chúng ta phải thay đổi cái giá trị của cái việc học online cái đã. Nắng mưa là chuyện của trời, học on là chuyện của thời COVID, các bạn phải sẵn sàng với chuyện này. Trời ơi, cô Trang, cô Trang dạy kiểu này thì hỏi làm sao mà các bạn sinh viên không đổ vì cô Trang cho được. Cảm ơn ạ. Cảm ơn cô Trang rất là nhiều. Cảm ơn thầy Thành, cảm ơn cả MC Mai Trang đã chia sẻ những cái thông tin vừa rồi trong học tập cho các bạn. Các bạn chúng ta hãy cứ để lại những cái comment hỏi về những cái thông tin làm thế nào để các bạn chúng ta có thể học tập tốt hơn. Tí nữa thì ban tổ chức chương trình sẽ tổng hợp lại và chọn ra những cái thông tin nó mang tính chung nhất để có thể giải đáp cho tất cả các bạn. Và lúc nãy thì cô Thùy Trang cũng đã chia sẻ về một cái vấn đề, đó chính là mối quan hệ nó cũng ảnh hưởng đến cái quá trình học tập. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ không hỏi cô Thùy Trang nữa, mình sẽ hỏi chị Mai Trang. Từ một bạn ở gần với ba mẹ, ở gần với gia đình của mình, anh chị em của mình, những người bạn rất là quen thuộc, tất cả những mối quan hệ đó bạn nắm trong lòng bàn tay. Nhưng khi các bạn chúng ta chuyển lên một cái môi trường mới thì rất nhiều điều mới mẻ nó thay đổi, trong đó có những cái mối quan hệ mới nó phát sinh. Và đặc biệt là đôi khi các bạn sẽ bị đổ vì một ánh mắt của ai đó, hay chỉ vì một đêm say mà bạn lại sẵn sàng xa vào lòng người khác chẳng hạn. Tại vì đang biết là tất cả các bạn ở đây chúng ta đang chờ sự xuất hiện của một chàng trai từ đầu chương trình rồi ạ. Và chúng tôi cũng bật mí một tí là đến gần cuối chương trình thì Thịnh Suy sẽ có phần giao lưu với tất cả các bạn sinh viên. Bây giờ mình sẽ quay trở lại cái nội dung của buổi ngày hôm nay trước đã. Như vậy thì không biết là nếu như hồi xưa mà chị Mai Trang, chị lên đại học rồi chị quen... bây giờ các bạn hay dùng từ là crush đó, chứ cái thời của mình là chưa có rồi chị. Như vậy thì chị sẽ ứng xử như thế nào? Chị có thể thoải mái thể hiện tình cảm của mình hay không? Và chị có thể thoải mái cho người khác biết được rằng là tôi đã có một cái tình yêu rồi đó. Bây giờ tôi lớn rồi nè, tôi có tình yêu rồi nè. Hay là chị sẽ giấu nó đi? Câu hỏi rất là thú vị. Và cá nhân Trang thì nghĩ rằng là sinh viên thì mình cũng nên thử có cái cảm giác đó, bởi vì cái tình yêu của thời học sinh sinh viên nó rất là dễ thương, nó rất là khác khi mà chúng ta lớn lên, chúng ta có nhiều thứ khác phải bận tâm lo lắng. Thế còn với Trang thì sao? Câu hỏi này khó gây ha, giữ trong lòng hay là thổ lộ cho người ta biết phải không? Cái này Trang nghĩ rằng là nó hoàn toàn phụ thuộc vào tính cách của mỗi người. Có rất nhiều người họ thích là người chủ động thì họ sẽ sẵn sàng, tôi phải nói cho họ biết. Tức là sao? Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt đúng không? Còn hơn là buồn le lói suốt trăm năm là tôi nhất định phải nói cho người khác biết. Thì không sao hết, đây là lựa chọn của các bạn. Nhưng cũng có những người Trang biết rằng là suốt 4 năm thời sinh viên nha, là chỉ giữ kín trong tim thôi. Điều anh ấy giữ kín trong tim không bao giờ nói cho ai hết. Đó, thì Trang nghĩ rằng là cái cách nào các bạn chọn thì cũng có cách hay cả. Nhưng quan trọng nhất á, là mình nên để ý tới cái cảm xúc của mình. Việc gì mình làm sẽ khiến cho mình cảm thấy vui và hạnh phúc hơn, và bớt cho mình cái nỗi lo lắng để mình còn dành thời gian cho việc học và rất nhiều việc khác. Bởi vì tình cảm dù nó chiếm rất nhiều cảm xúc của mình, nhưng nó cũng chỉ là một phần nhỏ nhỏ trong cuộc sống thôi. Người này đến rồi người ta lại đi, cho nên là mình làm cái gì cũng được, miễn là để cho tinh thần của mình không bị gò bó mệt mỏi quá thì mình hãy làm cái việc đó. Và chắc chắn là nó không để ảnh hưởng đến kết quả học tập của mình, đúng không chị Mai Trang? Tại vì các bạn đang là cái giai đoạn học thì chắc chắn rồi, cái việc học của các bạn nó mới chính là cái kim chỉ nam và nó là cái điều tiên quyết của mình. Xin được cảm ơn chị Mai Trang. Quay trở lại với cô Thùy Trang của chúng tôi ạ. Nếu như mà mọi người thường hay bảo rằng là yêu đương thời sinh viên á thì sẽ chẳng đi được đến đâu, còn hồi xưa mà nói về tình yêu thời học trò thì thầy hiệu trưởng cô đang có một câu như thế này, đó là tình yêu cóc nhái. Lên tới sinh viên rồi thì thầy không gọi là tình yêu cóc nhái nữa, nhưng mà thầy sẽ nói là tình yêu của tụi mày nó không đi tới đâu đâu. Đó. Giữa đường đứt gánh tương tư vậy đó, dạng vậy. Giống như là Thúy Kiều với Kim Trọng vậy đó. Như vậy thì các bạn cũng có một cái suy nghĩ là thôi bây giờ mình cứ yêu đi, đi được tới đâu thì hay tới đó. Cho nên là bạn mới hỏi rằng là có nên yêu thời sinh viên không cô? Và nếu như mà có thì làm thế nào để nó không ảnh hưởng đến cái quá trình học tập của mình? Đây là một câu hỏi rất là hay nha, bởi vì cái câu hỏi này rất là cảm ơn MC Hải Đăng đã dành cho cô Trang, bởi vì cô Trang nghĩ rằng là đây không phải là vấn đề của một vài bạn đâu, mà rất nhiều bạn, thậm chí những bạn đã học cô Trang rồi thì cũng rất là hay hỏi câu hỏi này.
À, vậy thì cô đang hỏi nè, nếu như mà giờ cô nói không nha, mấy đứa không nên yêu nha, tụi mình còn trẻ trâu lắm, mình đừng nên yêu, mình còn nhỏ lắm, mình đừng nên yêu, tụi em có yêu không, tụi em có ngừng yêu không hả? Người ta mới nói đó. Không rồi. Dạ đúng rồi, người ta mới nói rằng là giờ đố ai quét được lá rừng, đố ai bắt được tụi mình ngừng yêu, nên là giờ có 10 cô Trang xuất hiện ở đây và nói không nha, mấy đứa không được yêu, tụi mình cũng yêu à. Vậy quan trọng là cái gì? Cái vế sau mà tụi mình hỏi cô Trang đó, đó là làm sao để mà chúng ta có thể yêu nhưng mà chúng ta không có bị ảnh hưởng tới việc học, đúng không? Thì các bạn phải nhận ra một cái sự khác biệt đầu tiên của cái tình yêu sinh viên á, nó khác với là cái tình yêu tuổi học trò của mình ngày xưa nhiều lắm. Đó là cái gì các bạn? Ngày xưa là mình học chung lớp, học chung trường, ngồi chung bàn, chung ghế, đúng không? Bây giờ tụi mình bắt đầu học khác trường rồi, bắt đầu có những cái lịch học khác nhau, những cái chương trình khác nhau. Ví dụ đi, bạn nào học ở Poly các bạn thấy không, tháng vừa rồi chúng ta có 30+ cái workshop talk show, các bạn phải liên tục tham gia rất là nhiều hoạt động. Và nếu như bạn học ở một trường khác thì chắc là sẽ có những cái nội dung khác. Vậy thì ví dụ bạn học ở Poly, bạn tối nào bạn cũng tham gia workshop với cô Trang, với thầy Thành, với chị Mai Trang, với thầy Đăng hết, thì bạn sẽ bớt thời gian để mà có thể nhắn tin call to crush bạn, đúng không? Thế là cái sự thay đổi về mặt thời gian, thói quen sinh hoạt nó bắt đầu thay đổi rồi các bạn, thì chúng ta phải sẵn sàng với tâm lý là phải thay đổi thôi. Ngày trước á là ngày nào mình cũng chở nhau đi uống coconut, còn bây giờ là lâu lâu chúng ta mới bắt đầu gọi điện cho nhau và hỏi thăm nhau xem là anh dạo này khỏe không, còn đi học ở trường cũ, còn đi sớm về hôm và bài tập vẫn không khi đủ, đúng không? Lâu lâu mới bắt đầu gọi cho nhau thì chúng ta phải sẵn sàng thay đổi cái tâm thế trước đã nha các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta mới xác định là chúng ta yêu thời sinh viên để làm cái gì cái đã. À, xác định là yêu để làm cái gì rồi sau đó mới yêu như thế nào để không ảnh hưởng việc tập học tập. À, chúng ta muốn là cùng nhau phấn đấu để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, hay là bởi vì người ta đi học có đôi còn tôi đi học ôi thôi phát sầu, bởi vì cô đơn quá nên nắm tạm một bàn tay khác, hay là gì là trứng rán cần mỡ bắp cần bơ, yêu không cần cớ cần cậu cơ, không cần lý do gì hết, thích là yêu và mắc yêu là tới lúc yêu thôi. Thì các bạn phải xác định rất rõ lý do tại sao chúng ta có muốn có cái tình yêu này, được không? Rồi sau đó chúng ta mới làm sao để nó không ảnh hưởng việc học. Thì các bạn hình dung nè, tình yêu nó giống như rút thăm vậy các bạn, rút trúng thì sướng mà rút nhầm thì đau. Vì vậy chúng ta phải chọn được một cái người đồng hành với tụi mình, cái người đó nó phải như thế nào. Ví dụ các bạn tưởng tượng nha, bây giờ mình có một cái anh người yêu hay một cái em người yêu mà lúc nào cũng là gì ạ, anh hôm nay hơi buồn, thấy em tự nhiên thảnh thơi, cái ngày nào anh cũng nói với mình em ơi anh buồn quá, anh thấy em cái là anh vui à, nên là anh qua anh gặp em nha, ngày nào anh cũng đòi gặp, đòi chở mình đi chơi thời gian đâu học, đúng không? Hoặc là gì em đang cô đơn thì tay đâu đưa đây để anh cùng nhau băng qua bao đại dương, ngày nào cũng rủ đi chơi, tuần nào cũng rủ đi phượt hết thì thời gian đâu học. Vậy thì chúng ta phải chọn một cái người sao ạ, một cái người có chí cầu tiến, một cái người mà họ có một cái tương lai rõ ràng, họ hay hẹn chúng ta, thay vì hẹn chúng ta đi chơi đi phượt đi cà phê đi nhậu thì họ hẹn chúng ta đi học nhóm nè, chung cùng nhau chạy deadline nè. Thì như vậy thì bạn sẽ thấy là cái việc mà chúng ta cần một cái người có chung mục tiêu, có chung chí hướng, có tương lai rõ ràng, như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là cái việc mà ảnh hưởng tới việc học nó sẽ giảm bớt thôi. Còn mình chọn một cái người mà lúc nào cũng muốn đi chơi, lúc nào, hoặc là nhớ nha, né xa những người có cái tư duy này giúp cô Đan, đó là gì ạ? Sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà ngoại. Những chàng trai mà thiếu ý chí, những chàng trai mà lúc nào cũng nghĩ rằng không sao đâu, nhà anh giàu, ba má anh lo, thì thôi né những bạn đó ra đi, những bạn đó bạn không lo học, bạn chỉ lo chơi thì khổ tụi mình thôi nha. Những chàng trai của cô Trang nha, chúng ta phải thay đổi, chúng ta phải dành thời gian để đầu tư cho chính bản thân của mình. Muốn lấy được công chúa thì đầu tiên chúng ta phải là hoàng tử, nâng cấp bản thân mình lên đi, dành thời gian cho việc học nhiều hơn, thì tự nhiên cái người yêu của tụi mình á cũng sẽ đồng hành với tụi mình và trở nên có một cái cuộc tình nó rất là lãng mạn, nó rất là happy trong thời gian chúng ta là sinh viên các bạn ơi. Đó nha. Xin được cảm ơn cô Thùy Trang rất là nhiều. Lại thêm một minh chứng nữa rằng là chắc chắn đây là một trong những điều mà các bạn sinh viên rất là yêu cô Thùy Trang. Chúng ta sẽ tiếp tục với cái nội dung này. Nếu như mà hai bạn chúng ta đã phát sinh tình cảm rồi, các bạn đã thổ lộ với nhau rồi, các bạn đã cùng nhau băng qua bao đại dương rồi, như vậy thì không biết thầy Thành của chúng ta sẽ xử lý cái chuyện này như thế nào đây ạ? Nếu như mà người bạn của chúng ta nói rằng là thôi bây giờ tụi em yêu nhau rồi thầy, cho nên là tụi em về chung một nhà để chia sẻ miếng cơm manh áo cho đỡ tốn tiền phòng, đỡ tốn tiền điện nước, thì tiền phòng sẽ đôi, hạt cơm cắn nửa. Không biết là cái quan điểm của thầy Thành như thế nào khi mà các bạn chúng ta có cái tư tưởng đó là các bạn sẽ sống cùng với nhau trong một mái nhà khi các bạn đang là sinh viên, để san sẻ cái đầu tiên mà các bạn nghĩ đến đó là về cái phần chi phí. Cái phần chi phí thì thầy thấy rằng là nếu mà san sẻ thì nó ok, đúng không? Nhưng mà tuy nhiên thì các bạn nên hiểu rằng là sống thử thì cũng tốt, nhưng tuy nhiên các bạn nên nghĩ đến cái hậu quả của nó. Chúng ta cần phải được giáo dục về giới tính,
Và trong tất cả mọi chuyện thì các bạn hãy cho thầy biết là trong tất cả mọi chuyện liên quan đến tình cảm thì ai là người thiệt hại nhiều nhất ạ? Nếu bạn nào nghĩ là con trai thiệt hại thì gõ vào là con trai. Còn nếu mà bạn nào nghĩ là con gái thiệt hại nhiều nhất thì gõ là con gái ạ. À đây, 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 đây. Rồi, rồi. Rất nhiều các bạn nữ đúng không ạ? À, các bạn nữ, các bạn con gái đúng không ạ? À, có một số bạn là con trai đây này. À, có bạn nói là cả hai đúng không ạ? Rồi, rõ ràng là trong chuyện tình cảm thì cả hai đều thiệt hại như nhau. Tuy nhiên, con gái thì thiệt hơn các bạn. Cho nên nếu như các bạn chưa nhận thức được đầy đủ về giới tính, về sức khỏe, về giới tính thì các bạn hãy tìm hiểu thật kỹ và quyết định việc sống thử với nhau hay không thì các bạn hãy nghĩ đến cái kết quả của nó. Nếu mà được thì rất là vui, nhưng nếu không được thì như thế nào? À, rồi sau đó thì sẽ như thế nào đúng không ạ? Cho nên là trong cái điểm này thì thầy không ủng hộ cũng không phản đối, mà các bạn hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi dẫn đến một quyết định đó. Và các bạn hoàn toàn là các bạn 18 tuổi rồi, các bạn hoàn toàn có thể tự quyết định cho cuộc sống của mình. Nhưng khi các bạn quyết định điều gì đó thì các bạn hãy chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình. À, chịu trách nhiệm 100% với quyết định của mình. À, đó là lời khuyên của thầy cho các bạn. Dạ vâng, xin được cảm ơn thầy Thành. À, chốt lại cái vấn đề của chúng ta đó là suy nghĩ chín chắn và phải chịu trách nhiệm, cũng như là chúng ta phải có một cái kiến thức thật là rõ ràng về nó, đúng không ạ? Xin được cảm ơn thầy Thành rất là nhiều. À, chúng ta sẽ cùng quay lại với một cô MC với giọng nói rất là trầm ấm, truyền cảm ạ. Chị Mai Trang ơi, à, hồi xưa em cũng rất là hay gặp phải cái tình huống như thế này đây ạ. Đó là những cái ngày lễ Tết á, thì mình là sinh viên và đặc biệt mình là một sinh viên tỉnh lẻ nữa. Cho nên là cái thời mà hồi năm nhất của mình á, thì chắc chắn là cái chi phí đang cũng bận mí một tí luôn. Đó là hồi xưa khi đi học á, thì đang phải tự lo cái chi phí học tập của mình. Tức là phải tự đi làm thêm để lo cho cái phần chi phí học tập của mình. Tại vì gia đình thì không thể chu cấp được. Cho nên là những cái ngày mà lễ Tết á, đây thì chắc là một câu hỏi của một bạn nam đó. Cho nên là đang thay lời muốn nói. Và nếu như mà là các bạn nữ thì cũng không sao luôn. Chúng ta sẽ tìm ra một cái giải pháp chung cho nhau. Đó là những ngày lễ thì rất là ngại. Thật sự, bây giờ mình nhớ lại, đúng là hồi đó cái cảm xúc của mình nó là ngại thật sự. Khi mà có những cái ngày lễ, đặc biệt là ví dụ như là Valentine, đồ này kia, rồi 8 tháng 3, 20 tháng 10, đặc biệt là sinh nhật. Chúng ta một năm có rất là nhiều ngày lễ như vậy, thì mình có một cái cảm giác là mình ngại ngùng khi mà đến những cái ngày đó, tại vì mình không đủ tiền để mình có thể mua một cái món quà cho người bạn, người yêu của mình, một cái món quà nó có giá trị, hay còn gọi là xịn đó. Thì không biết là với cái tình trạng như vậy thì làm sao để chúng ta có thể cởi bỏ được cái suy nghĩ đó đây hả chị Mai Trang? Ồ, câu hỏi rất là hay. Và Trang cũng chia sẻ cái suy nghĩ này với các bạn sinh viên, các bạn trẻ. Thậm chí không phải sinh viên đâu, khi mà chúng ta trưởng thành rồi, chúng ta lớn rồi á, chúng ta vẫn có thể mang theo cái suy nghĩ này. Chúng ta muốn quan tâm tới người mình yêu thương, muốn dành những thứ tốt nhất dành cho những người yêu thương. Và thậm chí là khi mà mình tặng một món quà cho người mình yêu đi ha, thì mình lại thấy là người khác tặng cho người yêu của họ cái món quà đắt tiền hơn một chút, đó, xịn hơn một chút, thì mình lại cảm thấy hơi tủi thân, hơi ghen tị một chút là mình tại sao mình không tặng được món quà như vậy cho người yêu của mình. Thì Trang rất là thông cảm. Cùng lúc đó thì Trang thấy rằng có một cách, có một thứ mà nếu như chúng ta càng nhận ra sớm bao nhiêu thì cuộc sống của chúng ta sẽ càng vui vẻ và hạnh phúc bấy nhiêu. Đó là việc ngừng so sánh bản thân mình với những người xung quanh, và chúng ta hãy quay trở về với giá trị chứ không phải là giá cả, với những thứ mà chúng ta coi trọng nhất. Nếu như chúng ta giả sử như này đi ha, bây giờ còn là một sinh viên đi làm chưa có kiếm được nhiều tiền, chúng ta mua được một hỏi son 200 ngàn đi, tặng cho bạn gái của mình vào dịp sinh nhật của cô ấy, và mình cảm thấy hơi buồn bã vì người kia tặng cho người yêu của cô ấy hỏi son những 2 triệu cơ, mình cũng cảm thấy hơi buồn. Thế nhưng nếu như chúng ta không loại bỏ suy nghĩ này, thì kể cả khi chúng ta lớn hơn rồi, kiếm được nhiều tiền hơn rồi, thì cái suy nghĩ này nó cũng quay trở lại. Khi mà chúng ta đã đủ 2 triệu mua được hỏi son cho bạn gái mình rồi ạ, thì mình lại ghen tị bởi vì người kia mua được cái túi những 20 triệu cho bạn gái họ cơ. Vậy cho nên cái vòng luẩn quẩn này nó sẽ chỉ có thể chấm dứt khi mà chúng ta thay đổi cái cách nhìn, cái quan điểm của chúng ta. Và Trang nghĩ rằng là hoàn toàn có thể làm được khi mà chúng ta bỏ cái sự so sánh với những người khác và chúng ta tập trung vào những thứ là quan trọng nhất. Còn ngược lại, với bạn gái của mình thì sao? Hoặc là với người yêu của mình thì sao? Nếu như mà người yêu của mình ạ, mà là một người cũng thích vật chất, cũng thích những thứ đắt tiền, sang xịn như vậy, thì mình sẽ cần dừng lại một chút để mình hỏi xem là liệu đây có phải thực sự là người mình cần tìm kiếm trong cuộc đời của mình hay không? Liệu mình có thể chạy theo cái mối quan hệ này mãi như vậy được hay không? Và cái câu thứ hai này, nếu như mà
những người bạn gái, bạn trai của mình á mà chỉ đến với mình vì vật chất thôi, thì mình phải tự hỏi lại về giá trị của bản thân mình như thế nào. Mình có giá trị gì không mà người kia không tìm đến giá trị của mình mà lại chỉ tìm tới những thứ vật chất? Bởi vì Trang tin chắc nếu như mà giá trị của mình cao mà lớn á, thì những người xung quanh họ sẽ không bao giờ tìm kiếm những thứ ở bên ngoài đâu, mà họ sẽ rất là coi trọng con người của mình. Xin được cảm ơn chị Mai Trang để đang đọc cho chị Mai Trang một vài cái comment của các bạn rất là đáng yêu ạ. Mình cần tìm người yêu, ngày lễ chỉ cần một cái kẹo mút. Dạ vâng ạ. À, rồi nữa ạ, nàng nói là tặng quà gì cũng được, tới khi ta tặng nàng con gấu bông, nàng lại bảo ta không thật lòng. Xin được cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn chúng ta đã tương tác với khách mời của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được cảm ơn các bạn. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục với cái chủ đề làm thế nào để chúng ta có thể tiến hóa thành một sinh viên xịn. Ngoài cái câu chuyện là những cái mối quan hệ trong học tập nè, những cái mối quan hệ trong chuyện tình cảm của các bạn, những mối quan hệ với thầy cô, với bạn bè của mình, thì bên cạnh đó vẫn còn một điều mà chắc chắn rằng khi mà các bạn chúng ta bước chân lên môi trường cao đẳng đại học, đặc biệt là các bạn ở tỉnh lẻ, khi mà các bạn chúng ta lên những cái môi trường như là thủ đô Hà Nội nè, thành phố Hồ Chí Minh nè, là một trong những trung tâm kinh tế sầm uất nhất cả nước của mình, có rất là nhiều điều mới mẻ, có rất là nhiều điều đang trực chờ các bạn khám phá. Tuy nhiên, nếu như mà chúng ta không giữ cho mình được một cái tâm thế bình tĩnh và chúng ta dễ dàng bị cuốn vào những lời mời mọc hay còn gọi là những cám dỗ của cuộc đời, thì biết đâu được bạn sẽ trở thành bậc thầy thổi nến hay là chuyên gia thổi đục gì đó thì sao? Và chúng tôi đang nói đến những chuyện gọi là cám dỗ. Làm thế nào để các bạn sinh viên chúng ta nhận diện được ra những cái đâu là những cái cám dỗ nó mang đến cho mình những cái điều tiêu cực khi các bạn chúng ta bước chân lên cái môi trường học tập hoàn toàn mới. Các bạn tự quyết cho cuộc đời của mình, các bạn tự quyết cho công việc của mình và kể cả cái việc học của mình. Tại vì đã có rất là nhiều câu chuyện các bạn tân sinh viên của chúng tôi đã bị những cái tổ chức, những cái hội nhóm họ lừa đảo, hoặc là các bạn chúng ta bị dính vào một cái đường dây nào đó buôn bán, ví dụ như là đa cấp chẳng hạn. Thì không biết là với những cái diễn giả của chúng tôi ngày hôm nay, những người đã có kinh nghiệm rất là dày dặn trong cái việc này sẽ đưa ra lời khuyên gì cho các bạn. Và em xin được hỏi thầy Thành ạ, bắt đầu một cuộc sống ở nơi thành thị xã hơi sau 12 năm học phổ thông, cuộc sống mới của một bạn sinh viên, như hồi xưa em nói là bây giờ lên đại học rồi là bây giờ là sẽ không cần phải học cái gì nữa, lên đại học là học đại chúng, đâu hồi chúng, khi nào ra trường thì ra, nhưng mà chắc chắn rồi, các bạn chúng ta cũng sẽ phải chuẩn bị cho mình sẵn sàng một cái tâm thế. Mà hồi xưa thì không có những chương trình này đâu thầy. Ngày xưa thì không có những chương trình như thế này để tụi em có thể tiếp cận. Như vậy thì không biết là với các bạn đã học xong 12 năm phổ thông với một cái tư tưởng hoàn toàn mới nè, bây giờ là tôi bắt đầu một cái cuộc đời mới của tôi làm chủ nè, thì các bạn sẽ va vào phải những cái cám dỗ như thế nào đây ạ? Đúng rồi. Trong cuộc sống của chúng ta thì có rất nhiều thứ mới, rất nhiều thứ các bạn muốn thử và rất nhiều thứ các bạn sợ thử. Nhưng nói chung lại là nếu trong gia đình các bạn chưa dạy các bạn cái gì thì ngoài xã hội sẽ dạy các bạn những cái điều đó. Và các bạn biết là những cái xấu thì nó có cái tính lan truyền rất là mạnh. Thầy có thể liệt kê ra một số cái. Ví dụ như là MC Hải Đăng vừa rồi mới nói là bây giờ chúng ta đầu tư tài chính rất nhiều, đúng không ạ? Chúng ta cảm giác là chúng ta đọc lệnh, chúng ta chỉ ấn nút mua hoặc bán là chúng ta có thể kiếm rất nhiều tiền, đúng không ạ? Chúng ta bây giờ xuất hiện rất nhiều nhà đầu tư F0. Còn vấn đề nữa thì rất là nhức nhối các bạn sinh viên, đó là các bạn nghiện game online, các bạn sử dụng chất kích thích có cồn, các bạn dùng thuốc lá điện tử, các bạn làm thêm quá nhiều của các bạn sau nhãng việc học. Thế thì liên quan đến những cái việc mà các bạn đam mê quá nhiều, thì mỗi một khi các bạn chơi game chẳng hạn, đúng không ạ, thì các bạn sẽ được cung cấp một cái chất nó gọi là dopamine, là một cái chất tạo cái sự hưng phấn cho cơ thể của mình. Và khi các bạn chơi game nhiều thì các bạn sẽ hưng phấn ở cường độ cao rất là nhiều. Và khi mà các bạn ra khỏi cái đời sống thực ấy, thì cái thế giới thực nó không giống thế giới ảo, nó không dễ dàng chiến thắng như vậy. Các bạn thấy các cái việc xung quanh của cuộc sống mình nó không còn hấp dẫn nữa. Và các bạn quen với cái dopamine với cường độ cao rồi. Và mặc dù bây giờ game không còn hấp dẫn nữa, nhưng khi các bạn vẫn chơi game thì những cái việc khác nó không làm các bạn hấp dẫn nữa, đúng không ạ? Rồi cái điều tiếp theo là các bạn làm thêm, thì các bạn em biết rằng là khi mà làm thêm thì công việc nó chỉ có tính chất là thời vụ thôi, đúng không ạ?
Và khi mà chúng ta kiếm được ít tiền, chúng ta bắt đầu sắm được hơn các bạn một ít chẳng hạn, đúng không? Giống như Mai Trang có nói rằng là bạn mua được thỏi son 200.000 hay là bạn có được 2 triệu chẳng hạn. Thì khi các bạn có hơn được một chút, các bạn cuộc sống sinh viên sung túc hơn, thì các em lại lao vào làm thêm nhiều hơn. Và tất cả những việc làm thêm chỉ là tạm thời, nhưng cái đích chính của các bạn là gì ạ? Cái đích chính của các bạn chính là việc học tập, đúng không ạ? Và thêm một cái nữa là để mà tránh xa khỏi những cái đó thì rất là đơn giản thôi. Chúng ta hãy không né tránh nó, hãy tìm hiểu nó. Cũng giống như việc là em sống thử, hãy tìm hiểu xem cuộc sống thử như thế nào. Hãy đọc các tài liệu về nó, hãy tìm hiểu về game, hãy tìm hiểu về thuốc lá điện tử. Và một có điều rất là đáng mừng là trường của chúng ta, FPT Polytechnic, ngay cái học kỳ đầu tiên, trường đã đưa vào những cái môn học để giúp các em xác định đúng cái mục tiêu sống, cái thái độ sống. Và hoàn toàn các em có thể bỏ được game online, có thể bỏ được thuốc lá điện tử, bỏ được các cái chất kích thích. Và nếu như mà các bạn sẵn sàng như vậy thì trường luôn đồng hành các bạn. Và rất nhiều các bạn, thầy đã thấy rằng là sau một cái kỳ học đầu tiên, các bạn đã lột xác hoàn toàn, các bạn đã trở nên tự tin, các bạn đã chăm chỉ học tập, và các bạn cũng đã bắt đầu làm thêm và bắt đầu biết cân bằng cái thời gian giữa học tập và làm thêm của mình. Dạ, xin được cảm ơn thầy Thành. Như vậy thì thầy cho em hỏi thêm một câu nữa. Không biết là con trai hay là con gái, đó là các bạn nam hay là các bạn nữ đó, thì các bạn sẽ dễ bị mắc phải những cám dỗ hơn ở đây. Câu này hay đấy nha. Nếu mà xét về bản tính của con trai thì người ta thích chinh phục hơn, đúng không các bạn? Cho nên là con trai thì rất dễ bị cám dỗ vào những cái tệ nạn như là game online, chất kích thích, đúng không, thuốc lá điện tử đó. Còn với các bạn nữ thì sao ạ? Hay bị cám dỗ bởi cái gì ạ? Nào các bạn gõ vào cho thầy xem nào, các bạn nghĩ xem với con gái thì bị cám dỗ bởi cái gì ạ? Ngày xưa bạn ở chung phòng với em là nó bị cám dỗ bởi shopping đó thầy. Đúng rồi, các bạn bị nghiện shopping, đúng không ạ? Nhưng cũng có một thuật ngữ mà chúng ta có thể dùng được là window shopping. Để tin rằng là khi mà hết việc giãn cách, chúng ta có thể đi lại thoải mái, thì cái việc mà các bạn không cần phải mua trực tiếp, window shopping là mình chỉ đi ngó thôi các bạn ạ. Những cái đó sẽ giúp cho các bạn có động lực học thật tốt, mai sau kiếm được nhiều tiền, và tất cả những cái thứ đó, các bạn sống đúng với đam mê của mình, đúng với nghề nghiệp của mình, kiếm được nhiều tiền, thì tất cả những thứ các bạn ngó ngày hôm nay, mai sau sẽ là của các bạn. Cảm ơn thầy Thành rất là nhiều. Như vậy thì thầy ơi, làm thế nào để chúng ta có thể giúp cho các bạn tránh khỏi những cái cám dỗ này ạ? Như tôi đã nói thì trong học kỳ đầu tiên thì cái môn kỹ năng học tập đã giúp các bạn rất là tốt. Và nếu các bạn đang học cô Thùy Trang chẳng hạn, thì các bạn đã thấy rằng là chúng ta đã có cái sự thay đổi rất nhiều chỉ sau một vài buổi học. Và với rất nhiều các cái chương trình workshop của trường cũng như là các chương trình trong chính khóa, thì tất cả các bạn, thầy đã thấy rất nhiều bạn đã bỏ game online, đã trở nên có thái độ sống tốt hơn, các bạn bỏ thuốc lá điện tử và các bạn quyết tâm làm lại một cuộc sống của chính mình do chính mình quyết định. Và các bạn tự tạo ra cái dopamine, tức là cái sự tưởng thưởng cho bản thân mình bằng những cái việc làm rất là có ích trong thời gian học, trong cái việc phải cháy hết mình với các hoạt động của câu lạc bộ sinh viên. Và rất nhiều bạn ra trường đã thành công trong cuộc sống. Và với cái thế hệ anh chị em đi trước, các cựu sinh viên đã đạt được cái tỷ lệ 97,7% có việc làm của trường, thì đấy chính là cái mốc tự hào mà các em sẽ phải phấn đấu trong cái thời gian tới. Dạ, có một bạn hỏi như thế này nè thầy. Em có thói quen xấu là thức khuya và chơi game đến 1-2 giờ sáng, nhưng mà rất là khó để thay đổi được nó. Như vậy thì cái này là có tính là cám dỗ không thầy? Có tính là cám dỗ đó các bạn ạ. Như vậy thì nếu như đây là cám dỗ thì làm thế nào để bước ra khỏi cái cám dỗ đó đây ạ? Chắc chắn rồi, nếu mà bước ra khỏi cám dỗ thì đối với các bạn nữ thì đơn giản thôi. Vì thức khuya thì rất hại cho da, mà da thì xấu thì các bạn không vừa tốn tiền mua mỹ phẩm này. Và các bạn nữ chỉ cần nói xấu là các bạn có thể tự bỏ thức khuya được rồi, đúng không ạ? Còn đối với tất cả các bạn nói chung thì khoa học chỉ ra rằng là mỗi một ngày con người cần ngủ ít nhất là 7 tiếng đồng hồ. Và cái thời gian tốt nhất cho não hoạt động đó là từ 5 giờ đến 8 giờ sáng. Vì vậy cho nên là các bạn cần phải dậy sớm trong cái khoảng thời gian 5 giờ. Và từ 5 giờ đến 8 giờ hãy nạp thật nhiều kiến thức vào. Thầy thì lúc nào cũng 5 giờ sáng là thầy dạy, thầy tập thể dục.
thầy học online, thầy đọc sách, cái thời gian đấy rất tốt. Và nếu trừ đi 7 tiếng thì các bạn phải ngủ trước 10 giờ. Và các bạn biết không, cái sự cam kết nó không hề dễ dàng chút nào. Và thầy muốn rằng nếu các bạn muốn thay đổi cái thói quen thức khuya thì hãy cam kết ít nhất là 21 ngày. Bây giờ các bạn thử hãy hai tay chập vào nhau thế này các bạn. Đặt thì các bạn xem giúp cho thầy là ngón tay phải hay ngón tay trái của bạn ở phía trên nào. Cái ngón này này. Rồi các bạn gõ cho thầy xem nào. Rồi, rất nhiều bạn là ngón tay phải. Rồi. Bây giờ các bạn thử làm ngược lại đi ạ. Các bạn để cái ngón tay này lên, các bạn có thấy lạ không ạ? Rất là lạ đúng không ạ? Nhưng mà các bạn nên nhớ là khi mà ta để lại thế này lại, đó chính là sự thay đổi. Nhưng nếu các bạn để thế này trong vòng 3 phút, các bạn sẽ thấy hết sức là bình thường. Thế thì đối với cái việc là dậy sớm cũng đơn giản như vậy. Hãy cam kết là mình hãy thực hiện nó cho dù cái thời gian đầu của thay đổi bao giờ cũng rất khó chịu. Nhưng sau 21 ngày các bạn bắt đầu hình thành thói quen thì các bạn sẽ thấy được cái lợi ích của việc dậy sớm và các bạn sẽ không còn thức khuya nữa. Dạ vâng, xin được cảm ơn thầy Thành rất là nhiều. Cô Thùy Trang ơi, có một câu hỏi như thế này mà các bạn muốn nhờ cô Thùy Trang giải đáp ạ? Dạ, em rất là sẵn lòng nghe thầy. Đi chơi với bạn bè, rồi bạn bè mời uống rượu bia, hút thuốc lá, cho đến bài, không biết là bài tứ sắc hay bài tiến lên thì không biết. Nhưng mà khi mà nói không á, thì rất là hay bị cái câu là mày sợ đúng không, rồi mày yếu đồ này kia, bày đặt yếu mà bày đặt ra gió rồi này kia các thứ đó. Tức là các bạn bị khích bác, các bạn bị châm chọc rất là nhiều, thì bạn có nên từ chối hay không, và nếu từ chối thì từ chối bằng cách nào? Đây là một cái câu rất là hay luôn thầy Đăng ơi. Nếu như mà ai trong số các bạn đang ở trong chương trình của chúng ta mà đã từng gặp những cái câu như vậy thì mình gõ lại cho cô Đăng biết rằng là trời ơi cô ơi, đây là nỗi đau của em nha. Mình nỗi đau của em, ví dụ như là các bạn hay nói với mình là gì ạ? Vậy thôi mày không nhậu thôi mày về bú sữa mẹ đi mày. Còn là gì ạ? Bỏ tắm chơi với mấy đứa thiếu nhi nha, mấy đứa thiếu nhi tao không chơi. Mà trong khi mình cũng mới có 18 tuổi, có mấy bạn mới có 17 tuổi mấy, chưa em chưa 18 nữa, nhưng mà vẫn hay nói với tụi mình giống vậy đúng không? Rồi vậy thì cô Trang hỏi nè, đầu tiên là mình phải trả lời được cho cô Trang là mình có bạn bè để làm gì cái đó. Mình có bạn bè để làm gì? Có phải là để đưa tay đây nào mãi bên nhau bạn nhé không? Hay là để làm gì? Mình phải xác định được cái mối quan hệ, những người bạn chúng ta cần có trong cuộc đời này để làm cái gì ha. Cái đó là cái câu trả lời đầu tiên mà chúng ta dành cho nhau. Rồi sau đó mình mới phải xác định xem là cái việc nhậu nè, cái việc hút thuốc nè, uống rượu nè, chơi bài nè để làm cái gì. Để một lần chơi lớn xem có ai trầm trồ không, hay là để thể hiện rằng là chúng ta đã lớn rồi, hay là để làm cái gì. Và các bạn biết không, chấp nhận á, cái chuyện mà chấp nhận nhậu, cái chấp nhận hút thuốc, chấp nhận chơi bài á, chấp nhận nhảy đầm nhảy đì á, nó là cái gì ạ? Nó là bản năng rồi. Cái chuyện chấp nhận là bản năng, nhưng mà từ chối mới là bản lĩnh các bạn. Cái việc mà chúng ta say no được á, với những cái cám dỗ đó mới là bản lĩnh. Thà thôi mình sẽ chấp nhận để mình trở thành là chúa tể phá mồi cũng được đi, để mình khỏi phải nhậu cũng được đi. Để làm gì? Để nếu như các bạn hình dung nha, ví dụ bây giờ ok mình nhậu với bọn nó đi, rồi bây giờ hết mình nha, tới sáng nha anh em, không sai không về nha, chị cho em thêm 8 két nữa nha. Đó, rồi bây giờ sao? Sau khi chúng ta nhậu xỉn rồi, giờ chúng ta làm sao ạ? Nếu như trên đường chúng ta đi về nhà, chúng ta có cái chuyện gì đó xảy ra thì sao ạ? Ai nuôi mình? Ai nuôi ba mẹ mình? Và nếu như ngày hôm nay chúng ta không chạy deadline, ngày mai chúng ta có bài học đúng không? Chúng ta có một cái bài tập chúng ta cần phải nộp, assignment phải nộp, kế hoạch bảo vệ bản thân gì đó, ngày mai chúng ta phải thi, mà bây giờ chúng ta phải đang ngồi đây với bạn mình, chúng ta nhậu bởi vì mình sợ bạn mình có buồn, thì chuyện gì xảy ra? Mình rớt môn, bạn có cho mình đóng tiền học lại không? Ba mẹ mình sau này bạn có nuôi không? Lương bạn mình có trả cho mình không? Hay là gì? Cái phong cách sống của những bạn trẻ bây giờ đó là sao? Một con ngựa đau cả tàu bỏ chạy. Mấy đứa nó ở lại để nó thôi mình không? Rồi cái lúc mà mình gặp khó khăn á, cái lúc mà mình bị nhà trường đuổi học đó, cái lúc mà mình nợ quá trời môn, mình không ra được trường đó, mình gọi tên ai trong đêm? Hay là tụi mình kéo nhau đi đăng ký lớp học của thầy Lộc phụ hộ? Đúng không ạ? Vậy thì các bạn phải xác định lại là chúng ta chơi với bạn để làm gì? Để cùng nhau phát triển, để cùng nhau tiến bộ, hay là chúng ta cùng nhau đi tham gia cái lớp của thầy Lộc ha? Thì mình phải biết. Và các bạn phải biết không, gần mực thì đen, gần đèn chưa chắc sáng nữa. Chúng ta chơi bạn tốt chưa chắc là chúng ta có thể tốt như bạn nữa, nhưng mà gần mực thì rất là dễ đen nha các bạn. Chúng ta gần những cái điều xấu, chúng ta gần những cái điều hư á, chúng ta rất dễ thay đổi theo cái xấu, nó nhanh lắm các bạn. Nên vì vậy chúng ta phải chọn bạn mà chơi. Nếu như bạn mình nó cố tình ép mình, nó cố tình khích bác mình để nó
để mình làm những cái chuyện nó không tốt, làm những cái chuyện mà nó hoàn toàn không có giúp ích và phát triển được gì cho mình hết, thì mình nên coi lại mối quan hệ này. Thấy không ổn thì thôi mình quay xe mấy đứa ha, thấy không ổn mình chơi với bạn không ổn thì thôi, 500 anh em nó không sao hết, các bạn cứ ngồi lại đây và mình quay xe thôi. Mình phải tìm cho mình những cái người bạn mà cùng nhau phát triển, giống như nãy cô đang nói đó, chọn người yêu hay chọn bạn thì cũng phải coi mục đích của chúng ta là cái gì, chúng ta có tiến bộ lên được không, chúng ta có phát triển lên được không, nhớ nha. Còn không mạnh dạn quay xe cho cô Đăng nha. Cảm ơn cô Trang rất là nhiều. Nhưng mà còn một chuyện như vậy nữa nè, lỡ mà lên trên bàn nhậu của cô Trang mà bạn mời mình mà mình không uống là thế nào cũng bị nói là ê bê đê bóng đó, rất là nhiều luôn, chắc chắn luôn đó. Đó là một trong những cái câu mà, hoặc là ê mày cũng phải con trai không mày đó. Như vậy thì cô Trang có cái tuyệt chiêu nào chỉ cho các bạn để đáp lại những cái lời đó không cô Trang? Trời ơi, vậy thì phải kêu gặp cô Trang liền. Ai nói với các bạn là BD không biết nhậu? Ai nói với các bạn là phụ nữ không biết nhậu vậy? Đúng không? Nên là mình phải nói, mình phải có lý lẽ để mình nói với bạn mình rằng là ủa, cái chuyện nhậu hay không nhậu nó không quyết định bởi giới tính các bạn ơi. Bởi vì có rất nhiều người phụ nữ, có những người phụ nữ, ví dụ như chị Mai Trang xinh đẹp của tụi mình nè, đúng không? Chị cũng phải biết giao tiếp, biết xã giao chứ, đúng không? Rồi... Kinh lắm đó nha. Các bạn thấy chưa? Chứ các bạn đừng có nghĩ rằng là trời đất ơi, phụ nữ con gái là không có biết nhậu và BD là không biết nhậu nha. Và cái thứ hai mình nói nữa là đừng có để cho người khác quyết định cuộc đời mình các bạn ha. Đừng để cho những cái câu nói của người khác quyết định giới tính của chúng ta, quyết định tương lai của chúng ta. Và cô đang nhắc lại với mình rồi đó, khi mà sự việc nó xảy ra, khi mà sự cố nó xảy ra, chỉ có ba mẹ mình nuôi mình thôi các bạn. Chỉ có ba mẹ mình lo cho mình thôi các bạn. Còn những người đó, cô đang nói với các bạn rồi đó, một con người đâu cả tàu bỏ chạy cho thằng xem. Nên là phải nhớ tới những cái điều này để mà chúng ta phải vững bước được. Và cô đang nói những cái người bạn như vậy, chúng ta hoàn toàn chúng ta không nên tiếc. Chúng ta không nên tiếc với những người bạn xấu ha. Chúng ta chỉ tiếc những cái gì nó xứng đáng thôi các bạn ơi. Nói nhiên. Xin được cảm ơn cô Thị Trang rất là nhiều như vậy là. Thầy Đăng ơi, Trang cũng muốn chia sẻ một chút xíu liên quan đến cái câu chuyện này. Rồi. Trang có biết khá là nhiều bạn cũng rơi vào cái tình huống tương tự, và lúc đó khi mà cái tôi của mình nó nổi lên á thì mình sẽ cảm thấy bị tổn thương và mình không rồi, muốn bị thế bị bác. Đúng không? Bị kích bác, bị mất mặt nam nhi cho nên là phải lấy nhậu lên bàn nhậu và cầm nâng ly liền. Trời ơi, nhưng mà có một cái cách này rất là hay, đó là chúng ta hãy áp dụng một cái chiêu thức nó được gọi là reverse psychology, có nghĩa là tâm lý nghịch đảo lại ngược lại. Tức là ví dụ như khi người ta bảo mình là ủa mày không nhậu hả, mày đàn bà quá vậy, thì mình phải nói lại là sao? Ờ đúng rồi, mày đừng có nói vậy nha, nói vậy là sỉ nhục đàn bà đó. Đó, mình phải dùng ngược cái tâm lý đó lại. Hoặc là nếu như mà ở Hà Nội á, thì có rất nhiều bạn là không hay nói đến chuyện nhậu đâu, nhưng mà hay có một cái tình huống là body shaming. Rất là hay nói đến câu chuyện là bạn béo, bạn mập, các thứ ra sao. Đó, thì chẳng hạn một ví dụ, nếu như mà mình bị một người khác nói là ủa ngày hôm nay mày make up kiểu gì, hay mày ăn uống sao mà nhìn mặt mày to như cái mâm vậy. Hay thì buồn. Mình sử dụng một cái tâm lý nghịch đảo, mình nói với các bạn là trời ơi, nói như vậy là sỉ nhục cái mâm, mặt tao phải to gấp 3 lần cái mâm nha, mày đừng nói vậy khổ cái mâm à. Thì tự nhiên là cái người kia người ta không biết nói gì sao với mình hết nữa, và mình coi mọi chuyện đó cũng là bình thường thôi. Từ sau mình biết là mình chơi với ai, mình lựa chọn cái người bạn để mình chơi cùng, giống như là cô Trang nói. Xin được cảm ơn chị Mai Trang rất là nhiều. Không biết thầy Thành của chúng ta thì như thế nào ạ? Chắc chắn là thầy Thành cũng sẽ phải gặp rất là nhiều người, và đôi khi là thầy cũng phải đưa ra cái lời từ chối của mình với những cái lời mời, ví dụ như là nâng ly cụng ly, thì thầy sẽ xử lý như thế nào nếu như mà thầy không thể tiếp được cái ly rượu hay là cái ly bia đó? Chắc chắn thì sẽ có những cái tình huống là mình uống, nhưng mà trong cái trường hợp là uống thì là mình không lái xe, đúng không? Chúng ta tuân thủ cái điều đó. Uống thì trong cái giới hạn an toàn của chúng ta, và trước hình ảnh chúng ta phải thể hiện bản thân mình, chúng ta không thể để mất mặt, chúng ta để say được, đúng không ạ? Một chút bia hoặc rượu thì cũng rất là tốt. Tuy nhiên là ở đây trong trường hợp là ép nhau uống chẳng hạn, đúng không ạ? Thế thì trong trường hợp này thì cũng rất đồng cảm với cô Mai Trang và cô Thùy Trang. Đó là việc là chúng ta sẽ phải AQ một chút ạ. Trong cái câu chê đó thì hãy tự tìm cho bản thân mình là trong cái câu đó nó có cái gì thú vị cho mình không chẳng hạn, đúng không ạ? Nếu mà không uống được bia rượu thì sao, đúng không ạ? Không uống được bia rượu, chúng ta có thể làm một cái câu gì đó rất là vui về bản thân mình. Ok, không uống bia rượu nhưng mà có thể là triệu phú chẳng hạn, ví dụ thế. Thế thì trong cái việc đó thì hãy đặt một cái tình huống gì thật vui để mình nghĩ. Vì quan trọng nhất là bạn sợ xấu hổ với bản thân bạn. Còn nếu như bạn không xấu hổ với bản thân bạn thì dù người khác
có mời bạn, ép bạn như thế nào, bạn cũng hoàn toàn từ chối và bạn không cảm thấy vấn đề gì cả. Bạn coi đó là một chuyện bình thường. Và nếu như bạn từ chối một lần, à, lần sau ép lại từ chối, lần sau lại từ chối, thì chắc chắn người ta sẽ không mời bạn nữa. Và nếu như vậy thì cũng có một câu là chọn bạn mà chơi. Những người bạn mà đem lại cho bạn cái sự niềm vui, thích thú, à, các bạn hãy tìm cho mình xem là năm cái người bạn mình chơi gần đây nhất như thế nào, thì bạn sẽ trở thành trung bình của năm người đó. À, và khi bạn có những người bạn mà toàn mời bạn chơi game này, mời bạn uống rượu bia này, hút thuốc lá điện tử, thì các bạn chắc chắn sẽ biết chúng ta sẽ như thế nào rồi, đúng không ạ? Vì vậy hãy có câu là chọn bạn mà chơi. Thì thầy hy vọng rằng là các bạn hãy tỉnh táo trong việc lựa chọn bạn bè của mình để chơi. Có rất nhiều lời mời khi các bạn ở môi trường mới. Các bạn... Dạ vâng, xin được cảm ơn thầy Thành. À, lúc nãy thầy Thành đã hỏi một cái câu hỏi, đó là cái vấn đề nào mà các bạn nữ thường hay gặp phải. Nhưng mà hãy đang nghĩ rằng là không chỉ với các bạn nữ đâu ạ, mà cả các bạn nam cũng vậy luôn. Đôi khi các bạn chúng ta sẽ không kiềm chế được cái tốc độ mua sắm của mình. Đặc biệt là dạo gần đây các bạn chúng ta ở nhà và Shopee, rồi Lazada, rồi Tiki, rất nhiều những cái sàn thương mại điện tử giao hàng trực tuyến. Dạ vâng. Có những cái voucher giảm giá khủng như vậy thì không biết là chị Mai Trang, chị sẽ đối diện với cái việc này như thế nào khi có một bạn sinh viên cần chị tư vấn một cái câu hỏi như sau ạ. Em không thể cưỡng lại việc mua sắm, đặc biệt là săn sale trên Shopee. Như vậy thì làm thế nào để em có thể quản lý được chi tiêu của mình đây ạ? Trang rất chia sẻ tâm trạng này với các bạn, đặc biệt là với những bạn mà bắt đầu đi làm thêm và kiếm được một chút tiền, thấy rằng là mình có gia sản rồi đây, mình phải mua một cái gì đó, sau bao nhiêu năm tháng mình không được chi tiêu, đúng không ha? Và Trang đã rơi vào cái bẫy này, cái bẫy chi tiêu thu nhập cá nhân của mình trong suốt rất là nhiều năm, cho đến khi mà Trang phải nhìn nhận lại bản thân mình về cái cách chi tiêu đó để trở nên thông minh hơn trong việc tiêu xài. Thì mình thấy rằng nếu như mình cứ kiếm được một chút tiền là mình lại shopping, mình mua, cuối cùng không hiểu sao mà một năm mình cũng kiếm đâu có ít đâu, mà tiền không tiết kiệm được chút xíu nào hết trơn ạ. Vậy thì cuối cùng khi mà nhìn lại thì Trang mới có một cái quy tắc rất là đơn giản trong việc mua sắm và chi tiêu, mà Trang gọi nó gọi là quy tắc 48 giờ. Bình thường trên thế giới người ta gọi là quy tắc 24 giờ thôi, nhưng mà với Trang thì Trang phải để hẳn 48 giờ. 48 giờ nghĩa là sao? Hôm nay định ở nhà shopping online mua đồ phải không ạ? Ngày hôm nay vào, ngắm nó chán chê đi, cảm thấy sung sướng, muốn mua lắm rồi, muốn cà thể lắm rồi, muốn chuyển tiền lắm rồi, thì làm gì? Để nó đấy. 48 tiếng sau quay lại, mở lại cái link nó ra, nhìn lại nó lần nữa đi, xem mình có còn thực sự thích nó hay không. Nếu như mà lúc đấy cảm xúc nó vẫn dâng trào như cái buổi đầu tiên gặp, thì có lẽ đấy là chân ái của mình và mình có thể mua nó. Còn nếu như mà 48 tiếng trôi qua, mình cũng đã có quá nhiều những chân ái khác rồi, cái đó nó tự nhiên sẽ trôi vào dĩ vãng, nó không còn kích động cảm xúc của mình lên nữa, nó không khiến cho mình cảm thấy hào hứng bồi hồi nữa, thì tốt quá, coi như là mình đi tìm một tri kỷ khác. Và các bạn hãy yên tâm đi, bởi vì là trong cuộc đời mình sẽ có vô vàn tri kỷ như thế, nên mình không cần phải tiếc nếu mà một tri kỷ nào đó ra đi đâu. Dạ vâng, chị Mai Trang là áp dụng cái nguyên tắc là 48 giờ, còn không biết là cô Thùy Trang thì cô sẽ đưa ra lời khuyên như thế nào cho các bạn sinh viên ạ? Tại vì đang được biết là trong cái môn kỹ năng học tập của mình, giảng dạy cho các bạn tân sinh viên thì cũng có một cái phần về quản lý chi tiêu, quản lý tài chính ạ. Không biết là cô đã vận dụng cái nguyên tắc nào hay là cách nào đó để có thể chia sẻ với các bạn sinh viên của mình trong cái việc là các bạn quản lý chi tiêu ạ? Cảm ơn MC Hải Đăng, và cô đang rất là thích cái cách của chị Mai Trang luôn, đó là trì hoãn 48 giờ, đúng không? Rất là hay. Và cô đang chia sẻ cho mình thêm một cái bí quyết nữa, đó là mình phải xác định cái cần và cái muốn. Cái mà mình đang thực sự định mua đó, đó, cho vào ví rồi đó, cho vào ví Shopee rồi đó, thì là cái mình cần hay là cái mình thực sự là do mình muốn thôi. Ví dụ như là cái iPhone 13 sắp ra nè, cô đang nghĩ là chắc có nhiều người đang địa hàng lắm rồi. Và thật ra cái điện thoại cũ của mình nó vẫn đang sử dụng rất tốt, nó vẫn đang rất mượt. Thì cô đang hay hỏi các bạn lớp cô Trang rằng là ủa vậy thì mình mua cái điện thoại mới để làm cái gì, và tại sao mình phải bỏ 30-40 triệu ra mua trong khi mình là sinh viên. Ví dụ như là mình làm một tháng 100 triệu như người ta, thì cái chuyện mà trích một phần mấy ra mua là chuyện bình thường, đúng không? Còn có những bạn á, thì chị Mai Trang biết không, đó là các bạn ăn mì tôm nguyên một tháng, 2 tháng, 3 tháng, thậm chí cả năm chỉ để mua cái con iPhone để làm gì ạ? Bởi vì nghe nói là xài cái con iPhone này sẽ có combo 10 người yêu. Thì các bạn coi đó là cái gì ạ? Cái chúng ta muốn, bởi vì chúng ta nghĩ rằng là mấy em sẽ cần cái điều đó.
À, và rồi cô đang hỏi là nếu như mà mình nói là một cái điện thoại 3 triệu á, nó có đầy đủ những cái chức năng giống như cái con 30 triệu các bạn nói không? Nó cũng nghe gọi, chụp hình, quay phim, cũng chơi game đúng không? Vậy thì cái mà các bạn đang bỏ ra thêm vài chục triệu nữa để các bạn mua đó để làm cái gì ạ? Để có một cái hình ảnh đẹp trong lòng một người khác, nhưng thực tế thì giống như mình mua một cái giỏ vài triệu nhưng mà trong cái túi, trong cái giỏ đó thì không có ngàn nào trong đó hết đó. Chạy một cái con xe rất là xịn đúng không, nhưng mà ghé đổ xăng là đổ 5.000 nó không cho đủ đó. Thì các bạn phải cân nhắc lại rằng là cái chúng ta muốn và cái chúng ta thật sự cần ha. Chúng ta cần cái gì, cái này có thật sự là chúng ta cần không, hay là chúng ta muốn trang hoàng cho cái một cái hình ảnh của mình đó là một cái người xịn sò rít kít, nhưng thật ra thì bên trong nó không có gì cả, nên phải xác định rất kỹ nha, mình có thật sự cần nó hay không, nó có thật sự là một cái món đồ cần thiết với mình hay không. Mấy anh trai của IT của cô thì cô thấy cái vụ mà chuột với bàn phím đó có khi là sưu tầm 10 10 con chuột, 10 cái bàn phím là bởi vì nó phải update cái mới, nhưng thực ra cái cũ cô đang thấy vẫn còn đang là xài rất là tốt, nên các bạn phải cân nhắc giữa cái mình muốn và cái mình thực sự cần nha. Nghe cô Mà Trang không nói tự dễ là nhiên mà Mai Trang thấy là dễ là mình bỏ tiền ra mua một cái điện thoại, xong rồi mình có combo 10 người yêu đúng không, xong rồi cùng mỗi người đòi thêm một chiếc điện thoại nữa là chết đó. như vậy là còn phải cần một cái số tiền là mua được 11 cái điện thoại. Đúng rồi. Dạ vâng, như vậy thì sẽ nảy sinh ra một cái chuyện là các bạn rất dễ cao thêm vài cm, tại vì khi các bạn xài điện thoại đó thì các bạn có thêm người yêu của bạn, sẽ có thêm 10 người yêu nữa, thì các bạn tưởng tượng đi, 10 người chứ không phải là một người. Như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái gọi là một cái đoạn sừng rất là cao ở trên đầu, nếu như mà các bạn chúng ta đang giữ vững cái tư tưởng là tôi mua cái điện thoại này thì tôi sẽ có được thêm 10 người yêu. Nhưng mà sau khi mà cô Mai Trang chia sẻ thì chắc là tối nay đang phải hủy reorder cái iPhone 13 ngay lập tức. Không biết thầy Thành của các bạn sinh viên thì như thế nào ạ? Khi mà các bạn chúng ta không thể dừng lại trong việc mua sắm thì thầy sẽ có một cái lời khuyên gì cho các bạn ạ? Trong trong tài chính thì chúng ta sẽ phải có kỷ luật. Chúng ta sẽ phải chia ra làm 5 phần khác nhau. Cái phần đầu tiên là cái phần cho sinh hoạt hàng tháng các bạn ạ. Chúng ta sinh hoạt hết bao nhiêu tiền nhà, tiền ăn, các thứ bao nhiêu đặt ra một khoản. Cái thứ hai là liên quan đến việc là chúng ta bỏ một cái phần thu nhập của chúng ta vào tiết kiệm. Cái phần thứ ba là một chút ít vào đầu tư. Phần thứ tư là để phát triển bản thân, chúng ta đăng ký học các khóa. Các khóa học online bây giờ cũng rất là nhiều cơ hội các bạn có thể học những cái người nổi tiếng trên thế giới tại thời điểm này. Và một cái điều cuối cùng là dành cái phần ra để làm từ thiện. Còn nếu như mà sướng như thầy Thành thì thầy chuyển gần hết số tiền thầy cho vợ. Thầy giữ thì là quản lý tài chính rất là tốt luôn, thầy dành đúng cái số phần còn lại thầy chi tiêu cho sinh hoạt đúng không ạ? Còn đối với các bạn sinh viên, hãy chia cái quỹ của mình ra các cái phần khác nhau, và mỗi một phần có một ý nghĩa nhất định: phần cho đầu tư, phần cho tiết kiệm, phần cho sinh hoạt, phần cho phát triển bản thân và phần cho từ thiện. Và từ thiện cũng rất quan trọng. Khi các bạn trao đi cái giá trị cho người khác, các bạn đem lại giúp đỡ người khác, thì chắc chắn một ai đó sẽ giúp các bạn trong cuộc sống. Thì đó là điều thầy mong muốn và tin rằng là các bạn hãy làm từ thiện khi các bạn kiếm được tiền. Xin được cảm ơn thầy Thành rất là nhiều. Như vậy thì chúng ta chia nhỏ cái khoản tiền của mình ra để các bạn chúng ta có thể quản lý chi tiêu và xem là mình sẽ mua sắm được trong cái mức chi phí như thế nào cho nó phù hợp ạ. Dạ vâng, và bây giờ thì Hải Đăng xin được phép chọn ra một vài câu hỏi của các bạn đã gửi về cho chương trình. Câu này chắc là phải hỏi cô Thùy Trang đi. Cô ơi, cho em hỏi là làm sao để có thể tự tin trước mặt con gái ạ? Chắc Tự chắn tin đây là một câu hỏi của bạn nam rồi. cho bà con gái thôi hả, còn những con khác thì không cần phải không? Bây giờ Chắc vậy đó cô. là đầu tiên á, là mình phải xác định lại nè, đó là mình phải tự tin trước tất cả mọi người đi, thì dù là con gái hay là không phải con gái hay là con gì thì mình cũng sẽ tự tin hết ha. Làm sao để mình tự tin thì thứ nhất mình phải xác định coi là cái điều khiến cho mình chưa tự tin ở đây đó là cái gì cái đã ha. Có thể là ngoại hình, có thể là về năng lực học tập nè, có thể là về tài chính, có thể là về những cái yếu tố nào đó. Bản thân mình thì mình sẽ xác định cái đã. Và cô đang nói là những cái yếu tố ví dụ như là về tài chính mình không có thể thay đổi liền được, tại tụi mình đang sinh viên mà mình cần phải có quá trình đúng không, thì mình sẽ thay đổi từ những cái bên trong mình có thể, ví dụ như là nâng cao cái năng lực học tập của mình lên nè. Tại vì ví dụ mình không tự tin là bởi vì mình không có học giỏi lắm chẳng hạn, thì các bạn đầu tư bản thân các bạn hơn, dành nhiều thời gian để các bạn học tập hơn. Rồi các bạn ví dụ ngoại hình của các bạn cảm thấy là em cao to đen nhưng mà hơi hôi chẳng hạn, ví dụ vậy, thì bây giờ làm sao? Thì mình phải tắm rửa sạch sẽ, mình phải sử dụng những cái
nước hoa rồi đó chẳng hạn, thì mình phải biết cái vấn đề của mình nó nằm ở đâu. Nhưng mà cô đang nói nha, tất cả những cái điều đó nó chỉ là bên ngoài thôi các bạn. Các bạn nâng cao được cái nội lực của các bạn bên trong thì tự nhiên các bạn sẽ cảm thấy là dù là mình có đẹp hay không đẹp, mình có học giỏi hay không học giỏi thì mình vẫn sẽ tự tin thôi. Nhưng mà thời gian nó không có cho phép, nên là nếu như mà để chia sẻ cái chuyện mà nâng cao cái nội lực bên trong thì thật ra nó là một cái câu chuyện rất là dài. Cô đang chỉ có thể chia sẻ với, ngắn gọn với các bạn ở đây, đó là nếu như cái điều nào đó ở bản thân của mình ở bên ngoài mà chúng ta chưa thực sự tự tin thì chúng ta chỉnh chu nó hơn đi. Chúng ta đầu tư phát triển bản thân mình, tham gia những cái khóa học giống như thầy Thành nói đó, chia những cái khoản tiền thay vì để đi uống coconut, để đi uống trà sữa hết, thì chúng ta hãy tham gia những cái khóa học về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình nè, kỹ năng làm việc nhóm nè. Và khi mà chúng ta làm được những cái dự án nhỏ nhỏ trong lớp nè, tham gia phát biểu trước lớp nè, mình mạnh dạn tự tin hơn, thì từ từ con người bên trong của mình nó cũng sẽ phát triển và nó tự tin hơn. Lúc đó thì không phải chỉ với con gái đâu, mà cô Trang nghĩ là ở bất kỳ cái môi trường nào, bất kỳ là ai đi chăng nữa, thì các bạn cũng sẽ rất là tự tin tỏa sáng ha. Và nhớ là khi chúng ta có cái nội lực từ bên trong rồi, chúng ta nâng cao bản thân chúng ta rồi á, thì giống như nãy giờ cô đang thấy các bạn là Ngân ơi làm vợ anh đi, lúc đó Ngân tự tìm tới mình thôi, không có cần mình phải bu tới Ngân như tìm thôi đâu mấy đứa ơi. Nhớ nha, đó cô đang hồi nãy cô đang có nói mà, muốn lấy được công chúa mình phải là hoàng tử, thử đi. Thay vì các bạn ngồi đó các bạn nhắn là Ngân ơi làm vợ anh đi, Ngân ơi anh nè, anh chưa có người yêu nè Ngân, thì mình làm gì, mình tham gia trả lời những cái câu hỏi mà một cách hề hước vui nhộn đúng không? Thầy cô tương tác với mình, mình trả lời cái tự nhiên bản Ngân nói trời ơi cái anh này anh vui nhộn hề hước quá, trời ơi anh Quân này anh nhìn anh đẹp trai mà anh tập trung mà anh học giỏi nữa, trong khi mọi người đang cua mình thì anh lo tập trung học, thử coi Ngân chú ý tới ai, Ngân chú ý tới những cái người đang tìm Ngân hay là cái người mà đang tập trung học đúng không? Nên thử suy nghĩ và thay đổi phát triển bên trong bản thân mình đi, mình tốt hơn rồi tự nhiên là mình sẽ tự tin thôi các bạn ha. Xin được cảm ơn cô Thị Trang rất là nhiều. Dạ vâng ạ. Câu hỏi tiếp theo thì chắc là em sẽ nhờ thầy Thành để giải đáp cho các bạn ạ. Làm sao để có thể thay đổi tư duy học tập của bản thân ạ? Ok. Trước mỗi sự thay đổi thì chúng ta biết rằng là cái sự thay đổi nó thường không dễ dàng. Chúng ta có thể đi xuống, thậm chí là chúng ta rơi khỏi cái đó. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái sự kiên trì, vì sau cái sự thay đổi đó, sau khi bạn đã thích nghi được thì chắc chắn là bạn sẽ đi lên. Và chúng ta sẽ có một cái thuật ngữ mà thầy muốn các bạn hãy viết nó xuống, đó là hãy cảm thấy thoải mái trong sự không thoải mái. Vì mỗi một cái sự thay đổi diễn ra thì các bạn sẽ cảm thấy không thoải mái. Và khi không thoải mái như vậy, các bạn biết được rằng là đằng sau cái sự không thoải mái đó sẽ là một cái tiến trình mình phát triển đi lên. Và cái tư duy sẽ thay đổi từ chính các bạn. Các bạn chính là người thay đổi tư duy của chính mình. Thầy cũng xin bổ sung thêm cái câu trước của cô Trang là làm sao để một bạn gái thích mình. Thầy góp vui thôi nha. Tức là đầu tiên là hãy soi gương và chấm xem là mình mấy điểm ha. Nếu mà bạn chấm mình mà dưới 7 điểm thì chắc chắn là bạn sẽ không có người yêu. Chỉ khi nào bạn chấm mình 10 điểm. Đúng không? Và hàng ngày hãy soi gương đi. Hãy nhìn vào gương xem bạn có yêu được chính cái bản thân của mình không? Và khi mà bạn yêu mình thì người khác chắc chắn sẽ yêu bạn. Đây rất nhiều bạn 10 điểm đây. Ok. Dạ vâng ạ, à, xin được cảm ơn thầy Thành. Chị Mai Trang ơi, có một bạn hỏi như thế này ạ. Làm sao để sống mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào? Không biết là một chàng trai hay là một cô gái nữa, nhưng mà nghe một cái câu nó rất là văn vẻ. Nhưng mà như vậy thì chúng tôi đang nhận ra một cái điều, đó là các bạn chúng ta đang quá đề cao cái chuyện tình cảm của mình trong cuộc sống. Như vậy thì chị có một cái lời khuyên nào để giúp cho các bạn chúng ta có thể cân bằng lại giữa việc học của các bạn và chuyện các bạn chúng ta có một cái mối quan hệ gọi là tình yêu trong những tháng năm đầu đời khi mà mình vừa mới trưởng thành không ạ? Không biết có phải bạn vừa mới trải qua một cuộc đổ vỡ gì đó trong tình yêu hay không mà giờ không muốn yêu ai, không muốn nhớ ai, không muốn thương ai. Nghe có vẻ rất là tội nghiệp. Trong cuộc sống của mình phải có tình yêu chứ, tình yêu ở khắp mọi nơi. Và các bạn sinh viên ơi, trong cuộc đời sinh viên của mình, trong cuộc đời tuổi trẻ của mình cứ nghĩ rằng là mình yêu một ai đó thì người đấy phải là cả thế giới của mình á, hoặc là người đó sẽ chiếm rất là nhiều trong tâm trí của mình. Nhưng mà các bạn đừng quên là cuộc sống của mình có rất nhiều thứ khác để mà yêu. Và nếu như mà mình nhìn kỹ, nhìn chậm lại thôi thì mình sẽ thấy rằng là tất cả ở nơi đâu cũng vậy. Họ luôn luôn có những cái điểm mà khiến cho chúng ta phải để ý tới, phải đáng yêu tới. Dù là một người bạn cùng lớp của mình nha,
dù là thầy cô giáo của mình, bố mẹ của mình hay là những người xung quanh của mình nếu như mình để ý thấy. Và tình yêu thì nó có khuôn khổ rộng lớn hơn rất nhiều, chỉ là tình yêu trai gái, tình yêu nữ. Vậy thì có một cái lời khuyên nho nhỏ, nó mang tính chất là khi chúng ta đã dần dần tìm hiểu đến bản chất của mình rồi, mình hiểu hơn, sâu hơn về con người của mình rồi, thì Trang thấy rằng là thực ra về bản chất á, chúng ta khi mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải yêu một ai đó, chúng ta cần một cái gì đó, thì chúng ta sẽ luôn luôn dễ bị tổn thương hơn. Còn nếu như mà trong tình huống chúng ta nghĩ rằng chúng ta là người luôn luôn mang tình yêu lại cho người khác, chúng ta là người mà chia sẻ cái tình cảm cho những người xung quanh, thì mình sẽ không bao giờ bị tổn thương bởi tình cảm cả. Và vậy nên là các bạn hãy cho đi nhiều hơn, hãy yêu những người xung quanh của mình nhiều hơn, mà ít nghĩ tới việc là mình phải tìm kiếm người yêu ở đâu, mình phải đi tìm kiếm tình cảm của người này người kia ở đâu, thì Trang nghĩ rằng các bạn sẽ hạnh phúc hơn rất là nhiều. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chị Mai Trang. Nếu như mà có một điều để nói rằng là nên và không nên khi các bạn chúng ta làm ở trong cái thời sinh viên của mình, thì chị Mai Trang sẽ gửi gắm điều gì đến với tất cả các bạn sinh viên ở đây ạ? Wow, nên làm gì và không nên làm gì? Trang chưa nghĩ ra cái điều mà không nên làm gì ở đây. Bây giờ mình cứ nghĩ lại một chút xíu để quay về thời sinh viên của mình nha. Thì Trang nghĩ là điều đầu tiên mà các bạn nên làm đó là trải nghiệm thật nhiều và thử thật nhiều. Đừng giới hạn và đừng nghĩ rằng là sinh viên ngày rộng tháng dài, tuổi trẻ của mình còn ở phía trước và mình có cơ hội để được lười biếng một chút. Mình có thể ngày hôm nay ngủ quên, ngày mai dậy làm không sao hết. Nhưng các bạn ơi, thời gian đã trôi qua không bao giờ quay lại hết. Và chỉ cần các bạn đi nhanh hơn người khác một chút trong khoảng thời gian sinh viên của mình thôi, thì khi các bạn tốt nghiệp ra trường, các bạn sẽ đi nhanh hơn rất nhiều so với những người còn lại. Có một cái công thức là nếu như mỗi ngày các bạn chỉ cần cố gắng thêm 1% so với ngày hôm qua thôi, thì sau một năm các bạn sẽ trở thành một phiên bản mới hoàn toàn, tốt hơn phiên bản cũ giờ này năm ngoái của mình á, là 37,8 lần. Thì các bạn thử nghĩ xem, nếu như mỗi năm các bạn cứ tốt hơn 37,8 lần như vậy, thì sau mỗi năm học, các bạn có thể trở thành một phiên bản tốt hơn như thế nào? Chỉ cần chúng ta có sự chuẩn bị trước, thì sau này cái con đường đi của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng hơn và mọi thứ đều thuận lợi hơn. Còn không nên làm gì, có lẽ chính là cái mặt trái còn lại ở cái câu chuyện mà Trang muốn nói. Hãy đừng ngủ quên, đừng lười biếng, đừng trì hoãn và đừng nghĩ rằng là người khác làm vậy, mình làm vậy cũng được. Bởi vì sao ạ? Nếu như muốn thành công hơn người khác mà vẫn làm giống như người ta thì không bao giờ thành công hơn người ta được hết. Đó, nếu như mình muốn có những thứ mà người khác không có thì mình phải nỗ lực nhiều hơn người khác, mình phải làm nhiều hơn người khác. Thì Trang nghĩ rằng đây là một cái câu chuyện mà Trang cũng mong rằng nếu như quay trở về lại cái thời sinh viên của mình, thì mình cũng muốn cố gắng nhiều hơn những gì mà mình đã làm, để có thể chuẩn bị cho mình một tương lai tốt nhất. Xin được cảm ơn chị Mai Trang. Với chị thì đó là cố gắng, và chúng ta cần phải biết cách làm thế nào đó để biến bản thân mình trở nên tốt hơn mỗi ngày. Còn không biết là với thầy Thành thì thầy sẽ cho các bạn một điều gì nên và một điều gì đó không nên khi các bạn là tân sinh viên ạ? Và kể cả là các bạn là sinh viên luôn ạ. Thầy có nhớ đến một câu chuyện của Lady Gaga. Thì Lady Gaga có cậu bạn trai là người Ấn Độ, và cậu bạn trai nói với Lady Gaga rằng là em yêu, em sẽ không thể có cái tác phẩm nào và được giải âm nhạc đâu, em đừng cố gắng, em đừng ca hát làm gì. Thế thì lúc đó Lady Gaga mới nói với bạn trai của mình rằng là: này anh yêu, đến lúc mà khi chúng ta không còn ở bên nhau nữa, thì dù anh đi bất kỳ cái tiệm cà phê nào ở New Delhi, bạn trai người Ấn Độ mà, thì anh cũng sẽ không thể tìm được cốc cà phê nào mà không nghe thấy tiếng hát của em và không nhìn thấy hình ảnh của em ở tiệm cà phê đó. Và Lady Gaga đã đạt các cái giải thưởng Grammy, đã ở trong các bảng xếp hạng Billboard và trong khắp các quán cà phê ở trên thế giới và cả Ấn Độ. Bạn trai đã không thể nào mua được cà phê mà không nghe thấy giọng hát của Lady Gaga. Thì các bạn ạ, cái thời sinh viên ấy nó ngắn thôi, nó chỉ có 2 năm 4 tháng, và chúng ta hãy là cái phiên bản tốt nhất của chính mình, tốt hơn mình của ngày hôm qua. Và trong thời sinh viên thì các em hãy cháy hết mình đi, các em hãy học tập hết sức. Còn phần còn lại chơi thì có một câu mà các bạn sinh viên vẫn truyền tay nhau là Apple lo hết, sẽ lo hết cho các bạn phần chơi. Đúng không? Đúng không? Dạ vâng, xin được cảm ơn thầy Thành rất là nhiều.
À, không biết cô Mai Trang của chúng tôi thì như thế nào ạ? À? À, cô Thùy Trang ạ? À? À, xin lỗi cô Thùy Trang ạ. À. Em biết thế nào anh Đăng cũng sẽ hỏi đây, nên em đã định trả lời thẳng rồi. Đó là thầy Thành và chị Mai Trang đã trả lời hết tất cả những gì em muốn nói rồi. Thầy Thành đã nói rất là hay và chị Mai Trang đã nói rất là tuyệt vời rồi. Nên thật sự là đó là tất cả những gì mà cô Trang cũng muốn chia sẻ với tụi mình luôn á. Nên là thầy cô nói không chừa cho cô Trang một miếng nào hết trơn á. Nên là nhớ nha, nhớ những cái gì mà chị Mai Trang vừa nói và thầy Thành vừa nói. Và hy vọng rằng là chúng ta ngừng cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. À, nỗ lực 1% mỗi ngày thôi, không cần làm nhiều đâu. Nhưng mà chắc chắn chúng ta sẽ tốt hơn chính của chúng ta ngày hôm qua là được rồi các bạn nha. Cố gắng lên nào. Dạ vâng, xin được cảm ơn cô Thùy Trang. Nhưng mà sẽ chắc là nhờ cô Thùy Trang giải đáp cho các bạn một cái câu hỏi. Cô ơi, không biết là với thời sinh viên thì có nên đi làm hay không? Và nếu như mà đi làm thì nên làm những cái công việc như thế nào? À rồi, đây là một câu mà rất là tuyệt vời nha. Một cái câu rất là thực tế với tụi mình luôn đúng không? Mặc dù là mình đang là tân sinh viên, mình cũng chưa có vào nhập học nữa. Ví dụ ở Sài Gòn là các bạn còn đang ở quê, nhưng các bạn đã lo rất là xa rồi. Những bạn này cô đang đánh giá rằng là những người rất là có ý chí nè, có cái sự có kế hoạch trước nè. Và theo các bạn thì với cô đang câu trả lời nào cô đang cũng luôn nói với tụi mình là phải xác định mục tiêu. Mình phải xác định mục tiêu. Và cái câu cô đang hay nói với các học trò của cô đang đó là chúng ta phải xác định rất kỹ rằng là chúng ta chỉ có 2 năm 4 tháng để học, nhưng có cả đời để đi làm. Vậy thì đi làm giúp cho chúng ta có thêm những cái làm thêm á, nó giúp cho mình có trải nghiệm. Thành ra nó giúp cho mình có kỹ năng nè, nó giúp cho tụi mình có kinh nghiệm sớm nè. Nhưng chúng ta không có được coi việc làm thêm lúc này nó là quan trọng nhất. Bởi vì sao? À, tụi mình giai đoạn này tụi mình cần tiền các em, thực sự luôn. Là bởi vì mà mình đâu có nhiều tiền đâu, mình ở dưới quê lên thành phố mà mình được ít tiền đúng không? Ba mẹ mình cũng vất vả, cái thế là mình lên mình kiếm được một tháng 3 triệu, 4 triệu cái mình nói trời ơi, mình giỏi quá, ba má ơi, hãy tự hào vậy con. Thế là mình ham quá, mình đi làm kiếm tiền. Mình đi phục vụ bàn chẳng hạn, mình đi bưng bê nhà hàng chẳng hạn. Thế là mình kiếm được tiền rồi bắt đầu mình sợ, mình mê tiền và mình quên đi cái việc học luôn. Nên cô đang luôn nhắc với tụi mình có 2 năm 4 tháng để thôi, nhưng có cả đời để làm. Vì vậy là đi làm, cô đang đồng ý, nhưng mà làm những cái công việc gì nó ít thời gian thôi. Và đặc biệt là ví dụ như với các bạn đi, ở học kỳ 4, học kỳ 5 các bạn hoàn toàn có thể đi xin làm cộng tác viên đúng chuyên ngành rồi, ứng dụng phần mềm, thiết kế đồ họa, hoàn toàn có thể làm đúng chuyên ngành rồi. Và lúc đó là các bạn không chỉ có tiền, các bạn còn có kinh nghiệm. Cái ngày mà các bạn ra trường, học kỳ 7 các bạn ra trường đó, các bạn đã có 3 học kỳ kinh nghiệm rồi. Trong profile của các bạn có phải là đẹp hơn không ạ? Và sao các bạn có thêm kinh nghiệm, có thêm kiến thức. Và nhớ nha, ví dụ mình đi làm thì mình cũng phải cân đối thời gian. Với cô đang vẫn luôn nói với học trò mình rằng là hãy đi làm 3-4 tiếng một ngày thôi các em, và hãy làm, nếu như làm thì hãy chọn làm chuyên môn. Còn giai đoạn đầu á, ví dụ những bạn nào mà em còn e dè, rụt rè, ngại ngùng, e thẹn á, thì mà mình mới lên mình cũng chưa có rành về chuyên môn gì cả, học kỳ đầu nè, thì tụi mình có thể đi làm phục vụ để mình rèn kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tạo lập mối quan hệ. Nhưng hãy nhớ nha, làm part time, công việc làm là để trải nghiệm, là để có thêm kinh nghiệm. Tiền nó là yếu tố phụ. Sau khi các bạn giỏi rồi, các bạn tốt nghiệp ra trường với kinh nghiệm đầy mình rồi, với một cái bảng điểm đẹp rồi, với năng lực chuyên môn tốt rồi, thì tiền bạc nó sẽ tự ập tới tụi mình thôi các em nha. Nhớ chưa? Cảm ơn, xin được cảm ơn cô Thùy Trang rất là nhiều. Như vậy thì tiếp cái nội dung mà các bạn chúng ta lên với cái bậc học cao đẳng đại học thì các bạn có đi làm hay không? Còn một cái câu chuyện nữa mà các bạn chúng ta cũng rất hay gặp phải, đó là các bạn đắn đo suy nghĩ giữa ba con đường lựa chọn. Một là ở nhà người quen, hai là ở ký túc xá, ba là ra ở trọ riêng, một mình một cõi. Như vậy thì không biết là thầy Thành sẽ có cái lời khuyên nào cho các bạn, các bạn nên lựa chọn như thế nào đây ạ? À, vấn đề này rất là hay. Thông thường ấy, cái năm đầu tiên ấy, thì thầy khuyên các bạn nên ở ký túc xá. Khi các bạn ở ký túc xá thì mọi thứ các bạn được lo tương đối đầy đủ, đúng không? Các bạn không phải suy nghĩ nhiều. Vì khi mà các bạn ở nhà trọ thì các bạn sẽ phải bản lĩnh hơn nhiều. Và khi các bạn ở nhà người quen thì các bạn rất là ngại. Trong trường hợp nếu bắt buộc mà ba má các bạn muốn các bạn bắt buộc các bạn ở nhà người quen thì các bạn ở, thì đấy là một điều kiện rất tốt với gia đình họ hàng của mình. Tuy nhiên là với năm đầu tiên hãy ở ký túc xá. Và khi các bạn quen thuộc về đường đi, về tất cả những cái thứ ở xung quanh các bạn, thì các bạn hoàn toàn có thể phát triển thêm một cái nấc nữa, các bạn ra được một nhà trọ, các bạn có thể ở chung với những người bạn thân của mình. Và các bạn có thể biết cách đối xử trong sống trong một cái tập thể như thế nào.
và các bạn sẽ học dần cái tính tự lập. Cho nên năm đầu tiên khi vào trường hãy ở ký túc xá được thì cần thiết. Dạ, như vậy thì nếu như mà các bạn chúng ta chọn ở trọ thì không biết là thầy Thành có một cái lời khuyên nào cho các bạn để các bạn tìm ra một cái không gian sống như mình nó thoải mái nhất không ạ? Tức là các bạn tìm được một cái khu nhà trọ nó ưng ý với và nó phù hợp với các bạn sinh viên ạ? Thường thì chúng ta sẽ không có nhiều lựa chọn. Các bạn cũng mới lên thì các bạn cũng rất là lơ ngơ đúng không ạ? Các bạn không thể chọn được cái nơi hoàn toàn ưng ý. Nhưng mà cái điều mà các bạn có thể làm được là hãy làm cho cái môi trường, làm cho cái khu vực trọ của mình trở thành một cái xóm trọ văn minh, bằng cách là các bạn hãy hành xử văn minh khi các bạn sống trong một tập thể. Thì khi các bạn hành xử như vậy thì các bạn sẽ có thể lan truyền được sang những cái người hàng xóm xung quanh của mình, và cái môi trường đấy của các bạn sẽ tốt hơn. Và nếu các bạn chọn được cái môi trường tốt, được các anh chị khóa trên giới thiệu là điều tốt nhất. Còn nếu các bạn không có thời gian chọn thì các bạn hãy tự cho mình một cái thói quen sống văn minh, và cái thói quen đấy nó lan tỏa ra xung quanh thành một cái môi trường các bạn sống tốt nhất. Và nếu có điều kiện tìm hiểu được và có một cái môi trường tốt hơn thì các bạn hoàn toàn có thể chuyển sang một cái môi trường, một cái khu trọ khác mà phù hợp với các bạn. Các bạn hoàn toàn có thể thay đổi là một điều tất yếu. Dạ vâng, xin được cảm ơn thầy Thành rất là nhiều. Theo khả năng được biết thì cô Thùy Trang khi mà cô ở thành phố Hồ Chí Minh, cô ở Long An và cô lên thành phố Hồ Chí Minh cô học thì cô cũng sẽ phải ở một ngôi nhà không phải là nhà của mình, chắc chắn rồi. Như vậy thì không biết là khi mà cô Thùy Trang lên Sài Gòn để cô học thì cô có chọn ở cùng với một người bạn nào đó hay không, hay là cô ở riêng một mình một cõi. Như vậy thì nếu như mà cô chọn thì sẽ có những cái tiêu chí gì để cô chọn, làm sao để có thể mà đối mặt với nhau hàng ngày và ở chung với nhau, nhưng mà sau đó 1-2 ngày, 1-2 tuần, 1-2 tháng là sẽ không cạch mặt nhau. Dạ, cảm ơn thầy Đăng. Hồi nãy cô đang định xin ké là không biết có được hỏi không, bởi vì rất là muốn chia sẻ cái chuyện này ké với thầy Thành. Đây là những cái câu chuyện rất là xương máu, tại vì hồi mà cô đang còn trẻ trâu giống tụi mình á, hồi mà ở nhà quê mới lên á mấy đứa, thì cô đang cũng giống như các bạn vậy đó, cũng ngơ ngác, cũng không có biết mọi thứ như thế nào hết. Và đặc biệt đó là mình sẽ phải ở chung với một cái người bạn lạ, thậm chí là đôi khi là tới lúc mà cô đang với một cái người bạn ở dưới quê ở cùng với nhau, nhưng mà cho tới nói chung là ở Sài Gòn thì chi phí nó rất là đắt đỏ, thành ra là mình phải tìm một cái bạn ở ghép mà cái bạn này hoàn toàn là không có quen gì hết, một cái người rất là lạ, thì mình cũng không biết là cái người này thực sự là người tốt hay là người xấu nữa, rồi như thế nào, rất nhiều cái lo lắng. Nhưng mà rồi cái đầu tiên mà mình học được khi mà mình ở chung với những cái người lạ như vậy đó là cái kỹ năng giao tiếp các bạn. Thật ra mình ở nhà với má mình đó, má đâu có dạy mình là con ơi ở với người lạ như vậy đâu. Tại hồi xưa mình ở nhà mình là gì vậy? Mình là chúa tể của cái phòng đó luôn rồi, có mình à, đúng không? Giống như kiểu là thế giới này là của anh và anh có quyền ăn bánh canh vậy đó. Mình muốn ăn gì ăn, muốn để đâu để, muốn ngủ xong muốn cuốn mùng hay không là chuyện của mình. Mình muốn gọi là gì, ăn mì bằng xô, uống nước bằng tô, đó là quyền của mình. Nhưng mà bây giờ nó khác rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu ở với người khác rồi. Thì cái điều đầu tiên đó là mình sẽ mài lại cái nết của mình ha, mình sẽ dũa lại cái nết của mình cái đã. Mình phải thích nghi với bạn bè. Nên là cái việc với cô Trang không có quá quan trọng cái chuyện chỗ ở, giống như thầy Thành nói đó, mình nếu như cái chỗ đó nó không được văn minh thì mình hãy trở thành những người văn minh cái đã, mình trở thành người thân thiện cái đã. Vậy thì cô đang chọn cái điều quan trọng nhất của chỗ ở đó là cái người bạn ở cùng, mình ở với ai và mình ở như thế nào. Mình đừng có làm thinh, hoặc là mình đừng có làm mình làm mấy khi mà mình ở với người ta. Mình phải cởi mở, mình phải hòa đồng. Ví dụ như ngày hôm nay bạn rửa chén rồi thì ngày mai mình rửa chén, ngày hôm nay bạn quét nhà rồi thì ngày mai mình quét nhà. Tức là cái sự chủ động trong cái giao tiếp với cái này, đôi khi không có, ba mẹ mình chưa có dạy mình các bạn, nhưng mà chúng ta phải quan sát để chúng ta có thể hòa nhập tốt. Và khi các bạn trở thành một người dễ thương rồi á, thì các bạn có ở với bà con dòng họ, các bạn có ở với một cái người lạ, hay các bạn có ở với một cái người quen, thì chúng ta cũng trở nên dễ thương. Nhưng nếu như bạn là một cái người mà bạn đi đâu người ta cũng ghét đó, bạn thở thôi người ta cũng ghét luôn á, thì cho dù bạn có ở với một thiên thần đi chăng nữa bạn cũng không ở nổi với họ. Nên cô đang nói nha, mình phải chủ động, mình thay đổi bản thân mình. Mình đừng có nghĩ mình là công chúa hoàng tử của ba mẹ mình nữa, mà bây giờ mình phải chấp nhận thay đổi để hòa hợp với bạn mình. Có thể là mình ở chung với một người miền Bắc, miền Trung thì cái khẩu vị ăn nó cũng khác các bạn. Cô đang ăn ngọt, cô đang người miền Tây ăn ngọt. Nên là mình ở với một cái bạn miền Trung hay miền Bắc thì mấy bạn nói trời ơi, bạn nấu canh chua gì mà như nấu chè vậy bạn.
thì mình tổn thương chứ, nhưng mà mình hiểu rằng là thật sự là tại vì bạn ăn bạn cảm thấy như chè thiệt chứ không phải là bạn xúc phạm mình đâu, nên là mình phải hiểu về đặc điểm vùng miền nữa nè. Các bạn phải cập nhật kiến thức ha, rồi các bạn phải chịu khó thay đổi bản thân của mình, chịu khó lắng nghe bạn của mình, chủ động hơn trong mối quan hệ. Thì cô đang tin là mình ở đâu cũng được, mình ở với ai mình cũng sẽ trở thành thiên thần với người ta thôi nha. Không biết là chị Mai Trang thì như thế nào ạ? Câu chuyện này thì Mai Trang được nghe chia sẻ của thầy Thành và của cô Thùy Trang thì thấy rất là thú vị. Còn cá nhân Mai Trang thì lại ít khi được trải nghiệm cái cảm giác là sống ở một nơi khác. Bởi vì từ xưa đến nay là Trang học ở tại Hà Nội, lớn lên ở tại Hà Nội, sinh sống ở tại Hà Nội, cho nên là dành rất nhiều thời gian ở cùng với bố mẹ. Nhưng mà sau khi mà tốt nghiệp đại học thì Trang có ra ngoài và ở riêng, thì cái khoảng thời gian đó Trang cảm thấy là ý nghĩa nhất. Bởi vì đó là khoảng thời gian mà mình cần phải được cân đối lại tất cả mọi thứ về thời gian, về công việc, thậm chí là phải kiếm tiền, phải lo cho cuộc sống cá nhân của mình. Và lúc đó là lúc mà mình được trưởng thành. Thì ở đây Trang chỉ muốn chia sẻ một cái nho nhỏ thôi, đó là thay vì việc chúng ta suy nghĩ quá nhiều đến mọi thứ xung quanh, lo lắng quá nhiều về những người xung quanh mình khi mà mình sống một cuộc sống độc lập, thì chúng ta hãy trải nghiệm những điều thú vị nhất, những điều mà chúng ta cảm thấy rằng một cuộc sống mới có thể mang tới cho mình là gì, và thử balance nó, thử cân đối nó để mình trải nghiệm một cuộc sống như vậy thì sao. Thì Trang nghĩ rằng là các bạn sẽ có được rất nhiều trải nghiệm dù là chúng ta đang ở độ tuổi rất trẻ, mới là các bạn sinh viên thôi. Dạ vâng ạ. Chị Mai Trang ơi, có bạn hỏi như thế này ạ. Những công việc có thể kiếm tiền, một trong số đó các bạn nói là chứng khoán, thì bạn hỏi là có nên chơi chứng khoán không ạ? Đầu tư không quá nhiều mà nó nhanh có lãi. Ok, câu hỏi rất là hay. Mà Trang thấy rằng là bạn nào mà hỏi là có nên đầu tư chứng khoán không ạ, thì chắc là bạn chưa có hiểu chắc về thị trường chứng khoán cho lắm rồi. Nếu mà bạn nào mà hiểu thì chắc sẽ không hỏi như vậy. Và Trang có một cái nguyên tắc trong việc kiếm tiền hay đầu tư, đó là sẽ chỉ đầu tư vào những thứ mà chúng ta biết và chúng ta nắm rõ. Còn cái gì mà chúng ta chưa biết rõ, chưa hiểu rõ, chưa đủ thông tin thì chúng ta tuyệt đối không nên mạo hiểm. Trước kia đây cũng là một bài học của Trang nha, cũng đã từng thử đầu tư vào tiền ảo này, đầu tư vào thị trường chứng khoán này, ở thời điểm mà thấy mọi người đầu tư, mà tất cả mọi người ai cũng đầu tư, mà mình không đầu tư tự nhiên mình thấy là mình ở bên ngoài cuộc vậy đó. Mình không biết là mình liệu có đang bỏ lỡ cái cơ hội này không. Và trong đầu tư thì người ta có một câu nói là FOMO đó, fear of missing out, tức là sợ mình đứng ngoài cuộc. Thế thì khi mà mình thử, mình để tiền vào đó rồi, thì cuối cùng là y như dự đoán thôi, mình đâu có lãi được chút nào đâu mà mình mất tất tần tật số tiền đó, bởi vì mình không hiểu được thị trường, mình cũng không biết được cái kiến thức của mình đến đâu. Vì thế nên với đặc biệt là chứng khoán này, hay là với những đồng tiền số hoặc là những xu hướng đầu tư mới mẻ gần đây, thì các bạn đầu tư cũng được, với một điều kiện là hãy tìm hiểu thật kỹ, hãy cân nhắc thật kỹ và đầu tư nho nhỏ thôi, đừng bao giờ để hết trứng vào một rổ. Thì khi đó các bạn sẽ có một trải nghiệm, và cái mình muốn học ở đây là kiến thức, chứ không phải là mình muốn ngay lập tức đầu tư rất nhiều tiền vào một thứ mà mình không biết để mình lấy lại được lãi. Thì nó chỉ có hoặc là lừa đảo hoặc là một thứ gì đó mới có thể khiến cho mình giàu ngay lập tức qua một đêm, mà giàu 10 lần, 100 lần được thôi. Còn về lâu về dài thì chưa chắc mình đã thắng. Nên là các bạn hãy cân nhắc thật kỹ về câu chuyện này. Còn là sinh viên thì Trang nghĩ rằng có rất nhiều cách để các bạn có thể thử kiếm tiền nha. Và kiếm tiền ở đây, Trang có một cái nguyên tắc khi mà kiếm tiền thời sinh viên á, đó là Trang sẽ đặt câu hỏi liệu mình có cần thiết có một khoản tiền gấp ngay lúc này hay không. Nếu như các bạn là những người ở tỉnh nhỏ, ở quê lên thành phố để học và gia đình khó khăn, thấy mình chưa có đủ điều kiện để mình lo toan cho cuộc sống và mình cần phải kiếm tiền để lo cho cuộc sống, thì khi đó các bạn có thể lựa chọn những công việc mà ngay lập tức cho mình tiền. Nhưng nếu như đây không phải là vấn đề của các bạn, thì Trang rất khuyên là các bạn hãy đặt yếu tố quan trọng nhất là mình học được cái gì từ công việc này. Nó có mang lại cho mình lợi ích về lâu dài hay không? Vậy cho nên chúng ta hãy làm thêm những công việc mà nó liên quan đến chuyên ngành chúng ta đang học, hoặc là làm những công việc mà nó giúp chúng ta cải thiện những kỹ năng, bao gồm kỹ năng mềm, bao gồm tiếng Anh, bao gồm những kỹ năng của thế hệ mới, của thế kỷ mới. Thì khi đó, khi mà chúng ta tốt nghiệp, vừa được tiền lại vừa được học, tội gì mà không làm, đúng không ạ? Dạ vâng, một câu hỏi mà ban tổ chức chương trình cũng đã nhận được. Xin được cảm ơn chị Mai Trang rất là nhiều vì những cái thông tin chia sẻ vừa rồi. Và một cái câu hỏi tiếp theo mà chương trình cũng đã nhận được, đó là yêu trong cái thời gian hiện nay thì các bạn bị rơi vào một cái chuyện đó là xa mặt. Các bạn chúng ta không thể gặp gỡ nhau trực tiếp, và đặc biệt là không thể nào lên trường để mà học trực tiếp ở trên trường để mà gặp bạn bè của mình, đặc biệt là gặp người ấy của mình. Như vậy thì chị Mai Trang đã từng trải qua cái giai đoạn gọi là yêu xa chưa ạ?
Trang cũng đã từng trải qua giai đoạn yêu xa hồi sinh viên rồi. Dạ, như vậy thì cái cách nào để cho các bạn chúng ta có thể giữ được cái tình cảm của mình hồi xưa mà đang hay chia sẻ với các bạn sinh viên á, thì cần phải coi lại cái nết của mình, coi lại nết ăn nết ở của mình. Cho dù các bạn chúng ta có yêu nhau thì yêu xa hay yêu gần gì nó cũng chỉ là một cái vấn đề thôi, chứ nó không phải là cái lý do để chúng ta có thể cắt đứt cái mối quan hệ đó. Như vậy ngoài cái chuyện là các bạn chúng ta cần phải xem là cái tình cảm của mình có thật sự là nó là cái tình cảm yêu đương giữa hai người và bạn nghiêm túc với nó hay không nữa, thì còn cái chuyện gì khác để giúp cho các bạn chúng ta có thể vượt qua cái giai đoạn này hay không, khi chính chị Mai Trang đã là người đã từng trải qua cái giai đoạn này trong trong cái quãng đời sinh viên của mình ạ. Bây giờ các bạn sung sướng hơn Trang ngày xưa nhiều. Ngày xưa Trang yêu xa tốn tiền lắm các bạn ơi. Trời ơi, đêm nào cũng gọi điện. Mà gọi điện là tốn nhiều tiền lắm. Tại vì hồi xưa không có mạng xã hội đúng không? Mạng xã hội chưa phát triển, chúng ta không thể nào FaceTime được. Đúng rồi, bây giờ thì mình có nhiều công cụ hơn để mình có thể gặp gỡ nhau. FaceTime thường xuyên, gọi điện thường xuyên thì Trang nghĩ rằng là nó không còn là vấn đề quá lớn nữa. Còn trước kia khi mà yêu xa thì cái khoảng thời gian không được gặp nhau nó rất là dài. Thỉnh thoảng tụi Trang cũng chỉ gặp nhau khoảng vài tháng, có khi một năm chỉ gặp có 2-3 lần thôi. Thì mỗi lần như vậy Trang sẽ thường đặt ra một mục tiêu, đó là mỗi lần gặp nhau thì mình phải có cái gì mới để mà khoe người kia. Mình đã thay đổi như thế nào trong khoảng thời gian đó, và mình sẽ đặt chính cái khoảng thời gian đó thành những cái mốc để mình phát triển bản thân. Ví dụ như mình có một công việc mới, mình có một cái thành tích học tập gì đó mới, mình thi một cuộc thi mà mình được giải, thì lúc mà gặp nhau mình mới có lý do để mà mình ăn mừng. Chứ nếu không á, cứ gặp nhau mà cũng không có lý do gì, ngồi nói chuyện trên trời dưới đất thì rồi cũng chán nhau thôi à. Đó, thì các bạn có thể thử tham khảo cái cách đó để biến cái khoảng thời gian này trở thành khoảng thời gian ý nghĩa hơn. Đó, mình ở nhà mình dùi mài kinh sử đi, đến khi mà mình phát triển bản thân tốt hơn rồi, gặp lại người ấy cả hai người cũng trở thành phiên bản tốt hơn, có phải vui hơn không? Dạ, chắc chắn rồi. Đó là một trong những điều mà các bạn sinh viên chúng ta cần phải lưu ý khi mà các bạn chúng ta bước vào cái giai đoạn yêu xa như thế này. Với chị Mai Trang là như vậy, còn không biết là với thầy Thành thì như thế nào ạ? Yêu xa thì là một chủ đề rất là hay các bạn ạ. Dạ. Tuy nhiên là như Mai Trang cũng nói là hãy làm mới bản thân mình, để mỗi một lần gặp nhau chúng ta luôn luôn muốn tìm hiểu, khám phá ra những cái điều mới của bản thân. Và cái điều quan trọng nhất là trong tình yêu thì các bạn hãy có chung một cái mục tiêu, một cái mục đích để các bạn cùng cổ vũ và động viên nhau trong cuộc sống. Và để các bạn cùng đạt được cái mục tiêu đó thì cái tình yêu đó nó mới rất là thú vị. Và trong cái thời buổi hiện nay thì cái việc yêu xa nó không còn là vấn đề nữa. Khi mà với công nghệ hiện nay thì chúng ta hoàn toàn có thể nói chuyện bằng hình ảnh rất là thoải mái với nhau. Và chỉ thương các bạn gặp nhau nhiều quá các bạn chán thôi. Nhưng mà thầy tin rằng là tình yêu là một cái thứ gì đó rất là đẹp. Và yêu xa cũng là một cái thử thách giúp các bạn là có thể trưởng thành hơn. Và khi mà các bạn hết cái thời gian xa cách các bạn gần nhau thì cái tình yêu đó thật là tuyệt vời, đúng không ạ? Thì thầy cũng mong rằng là các bạn nếu chưa tìm thấy gấu của mình thì trong thời gian sinh viên hãy cố gắng có một nửa của mình nhé. Và yêu gần tất nhiên sẽ vui hơn yêu xa rồi. Dạ vâng, yêu gần thì chắc chắn là sẽ vui hơn yêu xa rất là nhiều. Tuy nhiên thì bây giờ có một cái loại cô mà ai cũng sợ hết, không phải là cô hồn mà đó là cô Vi. Dạ vâng, ai cũng sợ hết, ai cũng rất là sợ trong cái giai đoạn hiện nay, cho nên là chúng ta không thể nào gặp được nhau để có thể ở bên cạnh nhau giống như là lúc trước khi mà tình hình dịch bệnh nó không có bùng phát ở tại Việt Nam. Dạ vâng, xin được cảm ơn thầy Thành rất là nhiều. Còn với cô Thùy Trang thì như thế nào ạ? Một trong những chuyên gia về tình yêu mà các bạn trẻ luôn hay tìm tới, ngoài cái câu chuyện là làm mới chính bản thân mình giống như là chị Mai Trang đã chia sẻ, là ngoài cái câu chuyện là đặt ra mục tiêu cho cuộc tình của mình giống như là thầy Thành đã chia sẻ, thì cô Thùy Trang của chúng ta sẽ có một cái điều gì đó để giúp cho các bạn giữ được cái ngọn lửa của tình yêu cho dù các bạn có xa mặt nhưng không hề cách lòng ạ. Dạ rồi, tiếp lời của chị Mai Trang rất là hay, cũng như là những cái chia sẻ rất là tuyệt vời của thầy Thành, thì cô đang sẽ chia sẻ cho mình một chút xíu ha. Đó là chúng ta phải có những cái thói quen khác. Tức là hồi lúc mình yêu gần đúng không, mình có những cái thói quen khác. Chúng ta đi xem phim, nắm tay nắm chân đi xem phim, rồi đi chơi, đi vòng quanh cùng nhau băng qua bầu đại dương, như cô đang nói đó. Còn bây giờ không được thì chúng ta phải thay đổi. Tức là cái cách yêu gần với lại cái cách yêu xa chúng ta phải khác nhau các bạn. Chúng ta không thể nào mà với cái bối cảnh mới mà với những cái thói quen cũ thì chắc chắn là nó không thể bền được rồi. Nó sẽ bắt đầu gặp
những cái khó khăn. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ phải thay đổi những cái thói quen mới nha. Ví dụ bây giờ mình không thể gặp nhau để mà mình đi coi phim được nữa, thì ví dụ như cô Trang, cái crush của cô Trang đi cũng đang yêu xa đúng không? Thì bây giờ mình làm sao? Thay vì là mình trò chuyện nhàm chán thì bây giờ buổi tối cô Trang với lại bạn ấy bắt đầu đọc sách. Mình đọc cho bạn nghe, xong rồi mình phân tích, bạn đặt câu hỏi và rồi chúng ta cùng nhau phát triển. Hồi nãy có thể là mình phát triển một mình, còn nếu như bạn có những cái điểm chung thì bây giờ mình cùng nhau phát triển, mình đọc cho bạn những cái quyển sách mà mình nghĩ rằng là nó cần cho tụi mình, ví dụ về gia đình, về hôn nhân, về tình yêu, về nuôi dạy con cái chẳng hạn. Thì các bạn sẽ thấy rằng là, còn ví dụ như các bạn có thể nói về chuyên ngành, các bạn có thể chia sẻ với nhau về những cái group nào đó học đồ họa tốt nè, các bạn có thể chia sẻ những cái ứng dụng, những cái phần mềm, những cái kênh YouTube rất là hiệu quả, ví dụ như là kênh của chị Mai Trang chẳng hạn. Bạn sẽ nói là ừ em ơi em vô coi chị Mai Trang đi, chị này là có vậy nè, rất là hay nè. Thì lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau phát triển, chúng ta phải rồi thay vì chúng ta không biết nói gì với nhau nữa, đúng không? Đây là một cái câu chuyện rất là đau đầu, đó là các bạn nói trời cô ngày nào em cũng hỏi là ăn gì chưa, ăn mấy chén cơm, ăn mấy hộp gạo, hỏi có nhiêu đó em hỏi hoài em không biết hỏi cái gì nữa luôn. Thì bắt đầu chúng ta hỏi về những cái chuyện quá khứ, ví dụ như hồi nhỏ anh lớn lên sao, cái kỷ niệm nào trong quá khứ làm anh cảm thấy vui, trong nhà thì anh yêu quý ai nhất. Và các bạn biết không, một trong những cái lý do mà tụi mình chia tay nhau nhiều quá là bởi vì lúc mình đi chơi mình đâu có hỏi những cái người ta lớn lên như thế nào, về quan điểm, về hôn nhân, về tình yêu, về tương lai đâu các bạn. Cho tới lúc nào đó bạn mới phát hiện cái người này không có chí cầu tiến, lúc đó bạn ngỡ ngàng, ngơ ngác, bực nữa. Bởi vì cái lúc mình yêu mình không có tìm hiểu kỹ, mình không có biết cái người đó không có hiếu thảo với mẹ, bởi vì mình không có hỏi cái cách họ đối xử với mẹ họ như thế nào, hỏi những cái câu chuyện trong gia đình họ ra sao. Vì vậy cô đang nói là chúng ta thay vì chúng ta hồi đó chúng ta chỉ hướng ra bên ngoài ăn và chơi đúng không, đi đây đi đó ngắm cảnh, bây giờ chúng ta bắt đầu hướng vào bên trong, bắt đầu hướng vào nhau. Anh nghĩ gì về việc chăm sóc gia đình, anh nghĩ gì về việc là con gái thì sẽ không có nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, ai trong nhà sẽ là người rửa chén chẳng hạn. Đó, bạn sẽ hỏi những cái điều này thì nó là cái điều kiện để giúp cho tụi mình hiểu sâu hơn về nhau, để xem cái người này thật sự có phù hợp để đi cùng chúng ta lâu dài hay không. Nên cô đang nghĩ là dịch bệnh á, yêu xa đây là cơ hội nha các bạn, nó không phải là thách thức đâu, đây là cơ hội để giúp chúng ta hiểu nhau hơn, chúng ta coi thật sự cái người kia có thể đi cùng với mình hay không á. Nếu như mà vì COVID mà chúng ta xa nhau thì có thể đó là một cái điều rất là tốt, bởi vì cái người này không phải vì cô Vi thì sau này cũng vì những cái cô khác mà có thể rời xa mình chẳng hạn. Nên là đây là cái yeah. Kiểm tra nhau, chúng ta coi là chúng ta thật sự phù hợp hay không đó các bạn ơi. Như vậy thì với nếu như mà lỡ như là bạn đó nhắn một cái tin như thế này em ơi, giờ này ngoài trời đang mưa rơi, anh cô đơn nơi góc tối, lặng lẽ sống với những tháng ngày vừa qua, đêm trôi rất xa và anh chìm ở trong cái màn đêm đó, thì bây giờ làm sao, làm cách nào đó để chúng ta có thể boost được cái tinh thần của người bạn của mình lên đây ạ? Một cái lời khuyên, một cái câu chuyện hay là một cái dẫn chứng nào đó cô Trang có thể mắc nước cho các bạn không ạ? Tại vì tuổi trẻ mà cảm xúc của các bạn không có được gọi là đứng đắn, không có được gọi là chững chạc, và nó không có kiên định, rất dễ bị lung lay. Như vậy thì lỡ đâu bất chợt coi trên YouTube và lướt TikTok một cái đoạn clip nào đó nó buồn quá, xong tự nhiên quay ra nói trời em thấy hai người kia yêu nhau xong rồi cái cũng chia tay à, hai đứa mình không biết có vậy không ta, rồi lỡ gặp những cái tình huống đó thì mình sẽ có một cái lời khuyên như thế nào được cho các bạn để các bạn chúng ta có thể xử lý được ngay lập tức ạ? Dạ cảm ơn thầy Đăng. Cái việc cảm xúc mà lên xuống liên tục là chuyện dễ hiểu, và đặc biệt là lứa tuổi của các bạn nữa, lứa tuổi mà chúng ta đang trưởng thành á, thì cái việc mà sáng nắng chiều mưa, giữa trưa có sương mù là chuyện rất là bình thường đúng không, cái chuyện dễ hiểu luôn. Nên là cái việc mà cô đang hay khuyên tụi mình đó là khi mà chúng ta có những cái cảm xúc tiêu cực á thì chúng ta ngừng ngay cái việc mà nạp thêm những cái điều tiêu cực nữa. Ví dụ như là mình có một đứa bạn nó rất tiêu cực, mỗi lần mình tiêu cực cái mình tâm sự với nó cái nó làm cho mình tiêu cực hơn, thì thôi mình hãy tìm những cái người nào tích cực, những cái gì đó nó vui nhộn. Ví dụ như là thay vì đừng nghe nhạc những cái bản nhạc buồn nữa các bạn, mở Mr. Siro rồi lên là thôi như cuộc đời coi như là đi thẳng ra cầu Sài Gòn luôn rồi còn gì nữa đúng không. Nên khi chúng ta đang buồn thì chúng ta hãy tìm lấy những cái gì nó tích cực hơn, ví dụ như là mình xem những cái video truyền động lực của chị Mai Trang nè, mình lên mình trang cá nhân của thầy Thành để đọc những cái bài post rất là thú vị và dễ thương của thầy nè. Rồi mình có thể tìm những cái thần tượng của mình, những cái người thành công, những cái người mà mình idol, những người thầy của mình, để mà mình xem coi là họ đang làm gì. Ví dụ các bạn follow trang của cô Trang đi thì các bạn thấy có đôi khi cô Trang hay post những cái sách cô Trang đọc, thì đôi khi các bạn cũng sẽ có động lực. Hoặc là các bạn follow thầy Hải Đăng đi, các bạn sẽ thấy là trời ơi, thầy Hải Đăng rất là nhiều hình đẹp, mình nói thôi thay vì giờ đây mình ngồi buồn có được gì đâu, mình đi đắp mặt nạ cho đẹp trai như thầy Hải Đăng chẳng hạn đúng không. Tức là chúng ta hãy tìm những cái việc tích cực và nó mang lại cái giá trị cho mình để mình có thể thay thế, chứ đừng có nghe nhạc buồn rồi coi phim buồn, bắt mấy bài cải lương Lan Già Điệp rồi lên nữa thì thôi chết luôn sao mà sống nổi đúng không.
Xin được cảm ơn cô Thùy Trang rất là nhiều. Có một bạn sinh viên của một lớp mà đang dạy trong cái đợt vừa rồi, bạn mới chia tay người yêu luôn. Bạn nói là thầy ơi, Covid qua 2 tháng là em chia tay, đến tháng thứ 3 là không trụ nổi. Và đến khi mà bạn bắt đầu một cái học kỳ mới á, bạn nói là nhờ những cái đoạn clip mà thầy livestream á, em bắt đầu em ngồi mò lại, em tìm và em chụp để em vẽ lại mấy cái meme của thầy. Nhờ đó mà cuộc đời của em nó tươi sáng hơn. Tức là đôi khi những cái chuyện mà các bạn chúng ta tìm cách để chúng ta có thể thay thế được những cái khoảng thời gian trống của các bạn, khi mà các bạn chúng ta yêu nhau, các bạn gặp gỡ nhau hàng ngày. Như vậy thì bây giờ nếu như mà các bạn chúng ta không gặp nhau nữa thì khoảng thời gian đó các bạn sẽ làm gì? Tìm những việc mà chúng ta có thể nhìn thấy được những cái hiệu quả thực tế ngay tại lúc đó, để chúng ta có thể xua đi cái nỗi buồn chán vì giãn cách, vì chúng ta không gần nhau. Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ba vị khách mời của chúng tôi rất là nhiều ngày hôm nay đã cùng tham gia vào chương trình và đưa ra cho các bạn sinh viên những lời khuyên rất là thân tình thông qua những cái trải nghiệm, những kiến thức và những kỹ năng của tất cả của thầy Thành, của chị Mai Trang, của cô Thùy Trang đã gửi đến tất cả các bạn sinh viên. Thì không biết là cũng đã gần kết thúc chương trình rồi, không biết là các bạn chúng ta còn đang mong chờ điều gì ạ? Các bạn còn đang mong chờ điều gì ở đây ạ? Dạ vâng ạ, xin nhờ kỹ thuật cho chúng tôi thấy được cả ba vị khách mời của chúng tôi ở trên màn hình ạ. Hát đi anh ơi, hát đi. Dạ vâng. Các bạn chúng ta có thể comment vào khung chat giúp mình được không ạ? Không biết là bây giờ các bạn chúng ta đang còn chờ đợi điều gì? Gần 6.000 người ở trên Facebook hiện tại thì hãy đang chỉ có thể theo dõi được trên kênh Facebook thôi. Gần 6.000 người ở đây, không biết là các bạn đang chờ điều gì ở đây ạ? Các bạn có thể comment vào đây được không ạ? Dạ vâng, Thịnh Suy, rất là nhiều, một đêm say, chuyện rằng, dạ vâng, ca sĩ đâu ạ? Chắc chắn rồi, ngay bây giờ thì Hải Đăng xin được Danh Một Tràng pháo tay từ phương xa để gửi đến một bạn đã nhận được cái sự chờ đợi của tất cả các bạn sinh viên, tất cả những người đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu ca sĩ Thịnh Suy. Thịnh Suy đã sẵn sàng chưa ạ? Và chúng tôi đang chờ nghe những tín hiệu đến từ ca sĩ Thịnh Suy ạ. Mọi người nghe được chứ? Alo? Ok, alo? Mình đã nghe được tín hiệu của bạn Thịnh Suy. Và chúng tôi đã nhận được tín hiệu hình ảnh và âm thanh của bạn Thịnh Suy. Okay. Xin chào Thịnh Suy. Chắc là không để các bạn chúng ta phải chờ đợi lâu hơn nữa, thì ngay bây giờ Thịnh Suy sẽ gửi tặng đến cho tất cả quý vị khán giả chúng ta đang theo dõi chương trình ngày hôm nay một bài hát đầu tiên. Ok, và nãy giờ mình ngồi đây cũng lâu và chắc là mọi người ở trong cái chat cũng thấy mình đang ngồi ở đây nghe, nên mình phải nói chuyện tí để giọng mình nó ổn định hơn xíu. Cho nên là mình đã nói những cái gì mình vừa nói, và sau đây là bài hát mang tên là Chuyện Rằng, hy vọng mọi người thích nhé. Tìm thấy nhau cả rồi nhưng sao lòng vẫn chơi vơi,
tiếng yêu không lời trôi theo ngọn gió mùa này. Những lời yêu sao quá khó. Chuyện rằng để gì về cái dự định hay là những cái dự án sắp tới của mình trong âm nhạc hay là trong cuộc sống của mình với tất cả các bạn đang chờ đợi Thịnh Si từ đầu chương trình đến bây giờ không ạ? Cảm ơn câu hỏi của anh Đăng. Và về những cái dự định sắp tới thì mình cũng không có nói được nhiều, tại vì một phần là ở trong dịch thì mình không có đảm bảo được chuyện là mình tham gia sản xuất vào những cái bài nhạc mới ấy. Mọi người phải gặp nhau thì mới kiểu chơi nhạc được và phối ra nhạc mới được. Nhưng mà đồng thời với đó thì mình cũng đang có một dự án làm song song. Đó là mình đang sản xuất một cái EP nhỏ mà mình làm việc online hết. Mọi người làm việc ở nhà sau đó gửi file cho nhau. Thì mình đã viết xong và mọi người đang sản xuất rồi. Thực ra mình làm cái EP này mình cũng muốn biết... mình muốn nói cho mọi người biết đó là kiểu mình sẽ không biết được khi nào ra mắt. Tại vì mình làm cái EP này để mình có việc để mình làm trong mùa dịch này để giữ được cho mình cái sự kiểu lúc nào cũng có việc và sự vui vẻ trong cái việc mà mình làm nhạc. Mình không bị bó buộc vào chuyện là mình đang phải đợi cái dịch bệnh này đi qua, cho nên là mình có một EP có 3 bài hát nhưng mà mình không biết khi nào là ra mắt. Chắc đâu đó là phải trong một tháng nữa. Nhưng vì khán giả của chúng tôi và kể cả Đăng ở đây cũng sẽ rất là mong chờ những cái sản phẩm tiếp theo của Thịnh Si. Không biết là Thịnh Si sẽ có lời nhắn nhủ động viên gì đến các bạn đang theo dõi chương trình của chúng ta ngay trong mùa dịch như thế này ạ? Chắc mình sẽ muốn chúc mọi người có sức khỏe tốt, nhưng mà sức khỏe này thì nghiêng về mặt tinh thần nhiều hơn. Chắc tại vì mình nghĩ là sức khỏe tinh thần cũng quan trọng không kém gì chuyện là mọi người tập thể dục hay là mọi người ăn uống healthy. Bản thân mình nghĩ sức khỏe tinh thần quan trọng không thua gì chuyện kia. Nên là mình mong mọi người sẽ có những thói quen tốt, mọi người sẽ làm gì đó để mình không phải trôi vào những cái vũng lầy mà mình cảm giác mình vô dụng hay là cuộc sống đang trôi đi, mình không làm được gì cả. Mình nghĩ điều đó rất độc hại hơn rất nhiều chuyện khác. Nên là mình chúc mọi người có một sức khỏe tinh thần tốt ở trong mùa dịch này để tiếp tục. Dạ vâng, xin được cảm ơn Thịnh Si rất là nhiều. Xin được cảm ơn bạn vì những cái giai điệu rất là quen thuộc và rất là nhẹ nhàng, cũng như là tình cảm mà bạn đã mang đến cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và xin được mời quay trở lại ba vị diễn giả khách mời của chúng tôi ạ. Chúng tôi đang chờ tín hiệu từ cô Thùy Trang ạ. Dạ em đây. Dạ vâng, tất cả những vị khách mời của chúng tôi làm nên thành công cho chương trình ngày hôm nay. Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn thầy Vũ Chí Thành đã tạo ra một chương trình như thế này cho các bạn, đồng thời cũng là một diễn giả cho chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn chị Mai Trang vì những điều mà chị đã đóng góp cho chương trình. Và xin được một lần nữa cảm ơn cô Thùy Trang vì những điều mà cô đã mang đến cho tất cả các bạn sinh viên, cũng như là Thịnh Si đã gửi đến cho mọi người những cái giai điệu rất là nhẹ nhàng trong cái giai đoạn khó khăn như thế này của tất cả chúng ta. Và kính thưa quý vị, thì chương trình của chúng tôi đến đây cũng đã kết thúc. Và bây giờ thì ban tổ chức có một cái phần món quà nho nhỏ, một cái món quà tinh thần dành tặng cho tất cả các bạn chúng ta đang tham gia chương trình ngày hôm nay. Các bạn chúng ta hãy bật camera lên ạ. Và ban tổ chức chúng tôi sẽ chụp lại bức ảnh lưu niệm những cái chương trình đặc biệt mà sau này khi mà chúng ta trải qua cái giai đoạn này rồi, 10 năm, 15 năm, 20 năm, và đặc biệt là đang theo dõi trên TikTok đó, thì các bạn hay làm cái trend đó là lịch sử của 50 năm sau khi cuộc đại dịch này, năm 2020 đến năm 2050, 2070. Các bạn chúng ta làm ra những cái trend là em hãy nêu ra những cái sự khác nhau của chỉ thị 16, rồi chỉ thị 15, rồi chỉ thị 12 của chính phủ rất là nhiều. Như vậy thì đây là một trong những cái hình ảnh mà có thể là chúng ta sẽ rất khó để có thể bắt gặp được ở trong tương lai của mình, nếu như mà tình hình dịch bệnh nó được kiểm soát tốt nhất. Dạ vâng, xin được nhờ sự hỗ trợ của ban tổ chức chụp lại giúp chúng tôi những bức ảnh lưu niệm trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Và những bạn chúng ta đang ở trong phòng Zoom của chương trình thì các bạn chúng ta hãy bật camera lên ạ. Và chọn một cái vị trí ánh sáng tốt nhất, đường truyền ổn định nhất để chúng ta có thể lên hình một cách tốt nhất. Và biết đâu được ngày mai các bạn lên TV của FPT các bạn xem là thấy mình trên đó. Biết đâu các bạn được xuất hiện trong một bài báo nào ở trong đó thì sao? Dạ vâng ạ, chúng tôi bây giờ chắc là mình sẽ tạo kiểu đi ạ. Tất cả những vị khách mời và tất cả những vị khán giả chúng ta. Thôi bây giờ mình say hi Việt Nam trước đi nha.
Ok. Một cái kiểu rất là truyền thống. Dạ vâng. Dạ, ban tổ chức. Dạ rồi ạ. Dạ rồi, mình bắn tim đi mọi người. Dạ rồi, em không biết đây là cái ký hiệu gì mà lúc nãy thầy Thành đã thực hiện ạ. Ok, chúng ta cùng làm theo ạ. Dạ vâng, một lần nữa. À ok, ok. Chương trình của chúng ta đã rất thành công vì sự đóng góp của tất cả những vị khán giả và đặc biệt là sự xuất hiện, chia sẻ của tất cả những vị khách mời ngày hôm nay. Và ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Bye mọi người, bye mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon.